Bí thư trùng sinh, Vương Tử Quân. Chương 416, vinh váo tự đắc không cần quan tâm. Đến bệnh viện thăm tôi. Hừ, tôi cũng cần phải hoan nghênh long trọng mới được. Trần Chấn Phong chợt nở nụ cười lạnh rồi thản nhiên nói. Bí thư Vương đến đây thì anh phải tỏ ra cực kỳ nhiệt tình, đừng tỏ ra có bất kỳ thái độ lạnh nhạt nào với người ta. Giám đốc Trần, ngài cứ yên tâm, tôi sẽ làm cho anh ấy cảm thấy như mình đang được ở nhà. Chủ nhiệm Vu nói, hắn thấy Trần Chấn Phong đã ăn xong quả táo trong tay, thế là vội vàng tiến lên ném hạt táo vào trong thùng rác, sau đó lấy khăn cho giám đốc Trần lau miệng. Hắn dùng giọng có chút hả hê nói. Giám đốc Trần, tôi nghĩ rằng những ngày anh sinh bệnh có lẽ Bí thư Vương sẽ không thể nào ăn ngủ yên ổn được. Người của văn phòng khối chính quyền đã đi qua thúc giục hai lần, đều bị tôi dùng thái độ tích cực để cản lại, sau một tuần nữa thì tôi nghĩ rằng đối phương sẽ giống hệt như kiến bò chảo nóng mà thôi. Trần Hiểu Phong cũng không nói lời nào, hắn chỉ cười, trên mặt cực kỳ đắc ý. Hừ, không phải hắn ta không biết phân biệt nặng nhẹ sao? Tôi cho hắn biết tay, để xem còn cứng mồm đến lúc nào. Giám đốc Trần, anh như vậy là quá mềm lòng rồi, đã không so đo với loại người như vậy. Nếu đổi lại là tôi cũng không khoan hồng độ lượng như anh, tôi sẽ gạt anh ta ra ngoài vài ngày rồi nói sau. Chủ nhiệm Vu xem xét ý nghĩ của giám đốc Trần, sau đó hắn lên tiếng. Audio điện tử Võ Tấn Bền. À, như vậy là không được, anh còn trẻ thì chưa biết, đến độ tuổi như tôi thì anh mới biết, có ai mà không phạm vào sai lầm. Cũng không thể cứ giữ mãi bím tóc của người ta không tha, tôi chủ trương khuyên người phải có lòng khoan dung, phải làm cho người ta thấy được mình là người khoan hồng độ lượng. Trần Hiểu Phong nói với gương mặt cực kỳ sáng lạn, hắn trực tiếp nói những lời như vậy với một người không nhỏ hơn hắn vài tuổi là chủ nhiệm Vu. Đúng. Giám đốc thật sự là đứng cao thấy xa, sau này tôi sẽ chú tâm học tập lãnh đạo, chỉ đến khi có được tâm tính khoáng đạt như anh thì mới có thể thành đại sự được. Hai người Trần Hiểu Phong đang nói chuyện với nhau, lúc này điện thoại của chủ nhiệm Vu vang lên. Hắn nhìn vào dãy số rồi cười tủm tỉm nói với Trần Hiểu Phong. Giám đốc Trần, là điện thoại của Kim Duệ Hằng, xem ra bọn họ đã đến rồi. À, nếu Bí thư Vương đã đến thì anh nên nhanh chóng ra đón tiếp đi. Trần Hiểu Phong nói. Sau đó nằm xuống giường bệnh, giả vờ tỏ ra mệt mỏi. Sau khi nhận được chỉ thị của giám đốc Trần thì chủ nhiệm Vu nhanh chóng tiếp điện thoại. Alo, chào chủ nhiệm Kim, à, Bí thư Vương đến rồi sao? Các anh bây giờ ở chỗ nào? Tôi sẽ đến đón. Đã đi đến cửa rồi à? Bí thư Vương thật sự quá khách khí rồi. Chủ nhiệm Vu vừa nói vừa cười với Trần Hiểu Phong, sau đó đi về phía cửa phòng. Cửa phòng mở ra. Chủ nhiệm Vu thấy Vương Tử Quân và Kim Duệ Hằng đang đi qua góc khuất ở hành lang, trên tay Kim Duệ Hằng còn cầm theo một túi thực phẩm dinh dưỡng. Bí thư Vương, thật sự không thể tiếp đón anh từ xa, thất lễ rồi. Tôi vừa nói với giám đốc Trần rằng anh sắp tới, giám đốc Trần đã phân phó tôi đi đón anh, không ngờ anh lại nhanh chân như vậy, mời anh vào trong này. Chủ nhiệm Vu bắt tay với Vương Tử Quân, sau đó lại nhiệt tình nhận lấy túi thực phẩm dinh dưỡng trong tay của chủ nhiệm Kim. Lúc này chủ nhiệm Vu không những nở nụ cười sáng lạn, trong lòng cũng thật sự vui sướng. Hắn nhìn gương mặt ôn hòa của Vương Tử Quân, trong lòng chợt sinh ra cảm giác ngạo nghễ của người chiến thắng. Dù người thắng trong trận chiến lần này chính là giám đốc Trần đang nằm trên giường bệnh, thế nhưng hắn là một tay sai đắc lực của lãnh đạo, hắn cũng được hưởng phần vinh quang vào lúc này. Chủ nhiệm Vu thấy bây giờ mình càng biểu hiện tốt đẹp, càng biểu hiện nóng sốt thì sẽ càng biểu hiện cảm giác thương tiếc đối với đám đối thủ bại trận. Hắn thấy một người thật sự chiến thắng, thật sự mạnh mẽ và khôn khéo thì phải có chút nhân nhượng với kẻ đã thất bại. Vương Tử Quân tươi cười thăm hỏi chủ nhiệm Vu, sau đó đi theo chủ nhiệm Vu vào trong phòng bệnh của giám đốc Trần. Bí thư Vương, anh xem, anh khách khí như vậy làm gì? Tôi chỉ là có chút bệnh nhỏ nhặt mà thôi, chỉ cần điều dưỡng vài ngày là tốt, còn làm phiền anh nhọc lòng đến thăm. Trần Hiểu Phong cố gắng ngồi dậy trên giường bệnh, hắn cười nói với Vương Tử Quân. Vương Tử Quân cười nói. Giám đốc Trần nói như vậy là quá khách khí rồi, giữa tôi và anh nếu nói đến phiền toái thì chỉ là vì quá khách khí mà thôi. Chủ nhiệm Vu đang thu xếp pha trà rót nước cho Vương Tử Quân và Kim Duệ Hằng, hắn nghe rõ ràng từng chữ phát ra từ miệng Vương Tử Quân. Hắn đặt một ly trà xuống trước người Vương Tử Quân, hắn thầm mắng, sớm biết như vậy thì trước đó cứng miệng làm gì. Có những người không biết trời cao đất rộng là gì, không đụng tường sẽ không chịu quay đầu. Không bị đánh rơi vài cái răng thì còn cứng mồm nói bậy. Giám đốc Trần cười ha hả,
hắn cũng không tiếp tục ở đề tài này, hắn thay đổi chủ đề. Cậu Vương, đời người vô thường, hai ngày trước còn cùng với Bí Thư Vương uống rượu thoải mái vui vẻ, chưa từng nghĩ rằng ngày hôm nay lại bị bệnh mà nằm chết dí ở chỗ này. Vương Tử Quân khẽ cười rồi nói vài câu thăm hỏi bệnh tình của Trần Hiểu Phong, lại nói ra vài phương thuốc cổ truyền có tác dụng tốt. Lúc này Giám đốc Trần thật sự biểu hiện cực kỳ coi trọng Vương Tử Quân, không những nghiêm túc lắng nghe còn chỉ thị chủ nhiệm Vu nhất định phải nhớ kỹ những phương thuốc kia. Trước kia khi tôi còn trẻ dù đánh chết cũng không tin những phương thuốc chữa bệnh cổ truyền kia, nhưng bây giờ tôi đã già, thật sự lại rất tin tưởng vào nó. Trước kia tôi bị đau sau gáy, có một người thân cho một đơn thuốc, uống vào thật sự có tác dụng. Trần Hiểu Phong ngồi xếp bằng trên giường bệnh, hắn dùng ánh mắt bao quát nhìn Vương Tử Quân rồi cười ha hả nói tiếp. Cậu Vương, phương thuốc của cậu đối với tôi giống như trời hạn gặp mưa rào, nếu như không có nó thì tôi không biết còn bị đám bác sĩ nhốt ở đây bao nhiêu ngày nữa. Giám đốc Trần, tuy tôi thật sự rất có lòng tin với những phương thuốc dân gian, thế nhưng dù sao nó cũng có liên quan đến sức khỏe của anh, vì vậy chúng ta nên tin tưởng bác sĩ thì hay hơn, hì hì. Nguồn tiuyenfull.vn. Chủ nhiệm Vu trà sát hai bàn tay rồi dùng giọng điệu trung tâm nói. Vương Tử Quân chỉ cười cười không nói gì, sau đó hai bên tiếp tục nói chuyện phiếm. Trần Hiểu Phong nhìn gương mặt với nụ cười chân thành của Vương Tử Quân, thầm nghĩ người này đã đến tận đây nhưng da mặt xem ra vẫn còn quá mỏng. Nếu như đổi lại là chính mình, bây giờ đã có bước khởi đầu quá tốt, như vậy đã nên đi vào chính đề được rồi. Xem ra có thể lớn có thể nhỏ, có thể có thể giãn mới là anh hùng, đối phương quá chênh lệch với mình. Cảm giác đắc ý bùng lên trong lòng Trần Hiểu Phong, hắn thầm nghĩ. Cũng tốt, dù sao đối phương cũng đã cúi đầu với mình cũng hạ bậc thanh cho hắn. Nếu không sự việc truyền ra ngoài, người ta sẽ nói mình ức hiếp quá đáng với cán bộ trẻ tuổi. Bí thư Vương, tôi vướng bệnh không đúng lúc, thật sự đã làm trễ nãi rất nhiều công tác. Trần Hiểu Phong chỉ nói một nửa câu. Sau đó hắn nhìn về phía Vương Tử Quân, chờ đối phương đáp lời. Chủ nhiệm Vu cũng hiểu ý của Trần Hiểu Phong, hắn lên tiếng rất phối hợp. Vì vậy Giám đốc Trần nên tích cực phối hợp với bác sĩ để trị liệu cho tốt. Anh chính là cây cột chống trời của Sở Nội vụ, đơn vị cũng không thể xa rời sự lãnh đạo của anh được. Vương Tử Quân nào không nhìn rõ ý nghĩ của Trần Hiểu Phong. Hắn nhìn gương mặt bình tĩnh Giám đốc Trần, trong ánh mắt đối phương có vài phần đắc ý, thế là dùng giọng quan tâm nói. Giám đốc Trần, sức khỏe mới là nguồn vốn của cách mạng, công tác không thể nào làm hết được, anh cũng nên an tâm bồi dưỡng, cũng đừng nghĩ nhiều đến công tác. Thấy Vương Tử Quân căn bản không tiếp nhận củ cà rốt của mình, Trần Hiểu Phong chợt sinh ra cảm giác sững sờ. Trong lòng thầm nghĩ mình đã chia củ cà rốt ra như vậy rồi, sao đối phương lại không biết xấu hổ mà chẳng tiếp nhận. Trong đầu chợt lóe lên ý nghĩ như vậy, Trần Hiểu Phong nói tiếp. Cậu nói cũng đúng, nhưng nói thì dễ là làm thì rất khó. Nếu bây giờ tôi bỏ bê công tác chính của mình, đúng rồi, còn chuyện công văn liên hợp cũng vì tôi mà chậm trễ. Ôi, bệnh đến như núi sập, trừ bệnh kéo dài như tơ. Anh Trần cứ an tâm dưỡng bệnh, chuyện công tác có những người khỏe mạnh như chúng tôi giải quyết. Tôi tin tưởng có sự chủ đạo của chủ nhiệm Vu, anh chỉ cần áp dụng phương án thượng truyền hạ đạt, như vậy dù có như thế nào thì cũng sẽ không phát sinh vấn đề. Còn chuyện công văn liên hợp, anh cũng không cần phải lo lắng. Ngày hôm qua tôi đã liên hệ với Bí thư Nhiếp và trưởng phòng Hứa, hai vị lãnh đạo cho rằng công tác này nên để phòng tổ chức lấy danh nghĩa của mình để gửi công văn đi sẽ có sức thuyết phục hơn. Vì thế mà hành động lần này sẽ lấy danh nghĩa của phòng tổ chức tỉnh ủy để gửi công văn xuống tuyến dưới. Vẻ mặt Vương Tử Quân rất bình thản, bộ dạng giải quyết việc chung, căn bản không có chút đắc ý nào xuất hiện. Nhưng lúc này vẻ mặt chủ nhiệm Vu đang cúi đầu lắng nghe lời nói của Vương Tử Quân chợt biến đổi mạnh mẽ. Hắn chợt cảm thấy mình giống như bị người ta cho một tát thật mạnh vào mặt. Nụ cười vui vẻ trên mặt Trần Hiểu Phong cũng nhanh chóng trở nên đông cứng, hắn không thể ngờ sự việc lại có một kết cục như vậy. Vương Tử Quân trực tiếp vượt qua Sở Nội vụ của bọn họ để yêu cầu phòng tổ chức gửi công văn liên hợp xuống tuyến dưới. Hắn nghĩ đến tình huống mình nằm chờ Vương Tử Quân chạy đến cầu cạnh, hắn chợt cảm thấy mình giống như đang ở trong một vở hài kịch, đang diễn tới diễn lui không biết xấu hổ trước mặt Vương Tử Quân. Quá xấu hổ. Lúc này quả thật là quá xấu hổ. Trong đầu lóe lên những ý nghĩ như vậy, Trần Hiểu Phong chợt cảm thấy gương mặt mình nóng rát, nhưng cuộc sống quan trường nhiều năm, hắn rất giỏi che giấu tâm tư của mình. Tốt, vậy thì quá tốt rồi, có phòng tổ chức liên hợp để cho ra công văn, phương án của tỉnh đoàn lần này xem như càng có lực lượng. Trần Hiểu Phong tuy mở miệng tán thưởng,
cũng rất muốn làm cho nụ cười của mình thêm sáng lạn, thế nhưng lúc này chủ nhiệm Vu ở bên cạnh cảm thấy nụ cười của giám đốc Trần còn khó coi hơn cả khóc. Vương Tử Quân khẽ gật đầu, hắn di chuyển chủ đề sang bệnh tình của Trần Hiểu Phong. Sau khi nói vài câu quan tâm với Trần Hiểu Phong, hắn cười ha hả nói lời cáo từ. Giám đốc Trần, tôi vẫn nên khuyên anh một câu, có sức khỏe mới tốt, mong anh an tâm dưỡng bệnh, cũng không nên quá chú tâm đến công tác. Khi Vương Tử Quân đi ra khỏi phòng bệnh thì dùng ánh mắt ân cần nhìn Trần Hiểu Phong, lại nói ra lời dặn dò rất chân thành. Trần Hiểu Phong khẽ gật đầu, cố gắng cười tươi với Vương Tử Quân. Nhưng khi chủ nhiệm Vu đi vào trong phòng bệnh thì thấy trên mặt đất có hai ly trà vỡ nát. Giám đốc Trần, chủ nhiệm Vu rất muốn an ủi lãnh đạo của mình, thế nhưng lúc này hắn thật sự không biết phải nói từ phương diện nào. Hắn biết rất rõ, bây giờ chính là lúc Trần Hiểu Phong bực bội điên cuồng, chính mình đang dương dương đắc ý chờ đối phương đến cầu cạnh, lại không ngờ đối phương lại chạy dến tát vào mặt mình. Hắn nghĩ đến tình huống tỉnh đoàn cùng liên kết với phòng tổ chức tỉnh ủy để cho ra công văn liên hợp giải quyết vấn đề, vẻ mặt hắn càng thêm khó coi. Giám đốc Trần thở phì phò nhìn chủ nhiệm Vu, hắn hừ lạnh một tiếng nói. Đều là ý kiến hay của anh. Hừ, khi công văn liên hợp của bọn họ được đưa ra thì ai mà không biết sở nội vụ chúng ta là kẻ mất mặt. Đến lúc đó sẽ có bao nhiêu người chê cười chúng ta. Chủ nhiệm Vu cố gắng nở nụ cười nói. Giám đốc Trần, chuyện này ngài cũng đừng nên gấp, tôi cảm thấy không phải không có biện pháp. Nếu không chúng ta nói vài lời với phòng tổ chức, sẽ thêm vào văn kiện của sở nội vụ chúng ta. Thêm vào văn kiện của chúng ta. Trần Hiểu Phong nghe xong những lời này thì cảm giác tức giận vừa áp chế trong lòng lại bùng lên dữ dội, hắn vội vàng đứng lên, chuẩn bị phát tiết cơn giận của mình lên người chủ nhiệm Vu. Nhưng hắn còn chưa kịp mở miệng thì một cảm giác khó chịu từ trên đầu truyền xuống. Bộp! Vài quyển sách đặt bên cạnh rơi xuống đất vì hai bàn tay run rẩy của Trần Hiểu Phong chống lên mặt bàn, đồng thời toàn thân Trần Hiểu Phong cũng run lên. Giám đốc Trần, anh làm sao vậy? Chủ nhiệm Vu nhìn bộ dạng run rẩy của Trần Hiểu Phong, hắn vội vàng chạy đến nói. Tôi. Giọng điệu của Trần Hiểu Phong có chút run rẩy, hắn muốn nói nhưng miệng lại không nghe theo chỉ thị của mình, tuy hắn dùng hết sức muốn lên tiếng nhưng không có một chữ nào được thoát ra ngoài. Chủ nhiệm Vu lúc này mới chợt ý thức được vấn đề nghiêm trọng thế nào, hắn vừa đỡ lấy Trần Hiểu Phong vừa hét lên với bên ngoài. Bác sĩ, mau đến đây. Đây là phòng bệnh cao cấp, đều có bác sĩ trực ban 24/24, khi chủ nhiệm Vu lên tiếng thì có vài người mặc áo trắng chạy sộc vào. Khi thấy đám bác sĩ và y tá bận rộn, trong đầu chủ nhiệm Vu chợt lóe lên ý nghĩ, có lẽ lúc này giám đốc Trần đã thật sự mang bệnh. Lúc này Vương Tử Quân đang ngồi trong xe, hắn cũng không biết được tình huống phát sinh với giám đốc Trần Hiểu Phong. Lúc này trong lòng hắn rất thoải mái, tất cả đã được phòng tổ chức tiếp nhận. Công tác lựa chọn sinh viên cũng có thể tiến hành thuận lợi, sẽ không có bất kỳ chậm trễ nào. Bí thư Vương, bộ dạng của giám đốc Trần vừa rồi thật sự làm cho người ta thoải mái. Kim Duệ Hằng ngồi ở hàng ghế phía trước, hắn nhanh chóng quay đầu nói với Vương Tử Quân. Vương Tử Quân cười cười nói. Duệ Hằng, anh nói xem chúng ta làm như vậy có phải là quá mức không? Bí thư Vương, cũng không có vấn đề gì cả, đối phương ỷ vào chút quyền lực trong tay mà ngày nào cũng vênh váo tự đắc. Mỗi lần thấy người ngoài thì mắt của bọn họ đã chuyển lên trán mất rồi, thật sự cho rằng sở nội vụ là đồ tể mà chúng ta là đám heo béo chờ bị giết thịt vậy. Kim Duệ Hằng thật sự có oán hận rất lớn với sở nội vụ, ai bảo hắn đã chạy qua chạy lại nhiều lần mà chủ nhiệm Vu vẫn mềm cứng không buông, điều này làm cho hắn rất căm tức. Bây giờ thì tốt, không những có thể cho sở nội vụ một tát thật đau, càng có thể trực tiếp loại bỏ sở nội vụ trong phương án lần này. Lúc này có phòng tổ chức ra mặt. Vấn đề nhân sự đã không đáng phải quan tâm. Thật sự Vương Tử Quân cũng thấy rất thoải mái, chẳng qua hắn không muốn nói ra mà thôi. Vương Tử Quân lấy ra hai điếu thuốc, ném một điếu cho Kim Duệ Hằng, sau đó mở miệng nói. Chủ nhiệm Kim, vấn đề tuyển chọn sinh viên đã trễ nãi một thời gian rồi, anh cần phải đẩy mạnh tiến độ, cố gắng hoàn thành trong thời gian nửa tháng tới cho tôi. Bí thư Vương cứ yên tâm, tôi sẽ tuyệt đối không để anh phải mất mặt. Kim Duệ Hằng lấy bật lửa châm thuốc cho Vương Tử Quân, sau đó trầm giọng đảm bảo. Vương Tử Quân hít vào một hơi thuốc, đúng lúc điện thoại vang lên, hắn nhìn số điện thoại quen thuộc mà khẽ cười nói. Alo, xin hỏi ngài có phải là giám đốc Vương không, tôi là Tổng Thư ký Trương Hiểu Mai của giám đốc Tần. Đầu dây bên kia vang lên một giọng nói sốt ruột. Vương Tử Quân biết rõ Trương Hiểu Mai là ai,
Tuy Tần Hồng Cẩm đến bây giờ vẫn chưa từng đưa cô gái kia đến gặp mình, thế nhưng hắn biết Trương Hiểu Mai chính là tâm phúc của nàng. Nhưng bây giờ Vương Tử Quân cũng không quan tâm đến chuyện này, hắn chợt sinh ra cảm giác không tốt. Sau khi Vương Tử Quân kết hôn với Mạc Tiểu Bắc, Tần Hồng Cẩm vẫn luôn duy trì mối quan hệ với hắn, nhưng tất cả mọi chuyện đều rất chú ý, dù là gọi điện thoại thì cũng là chính nàng ra tay, căn bản chưa từng nhờ thư ký. Bây giờ Trương Hiểu Mai lại dùng giọng điệu bối rối nói với mình, rốt cuộc có chuyện gì xảy ra? Tôi họ Vương, Hồng Cẩm đâu? Giám đốc Vương, giám đốc Tần bị người của viện kiểm sát đưa đi, bọn họ nói công ty chúng tôi khả nghi trốn thuế nghiêm trọng, bây giờ tất cả tài sản của công ty đều bị niêm phong. Trương Hiểu Mai ở đầu dây bên kia bắt đầu nức nở nói. Công ty khả nghi trốn thuế, điều này sao có thể? Vương Tử Quân tuy không quá quan tâm đến tập đoàn Quân Thành, thế nhưng phương diện chính sách như thế nào, hắn hiểu rất rõ. Theo tình trạng kinh doanh của tập đoàn Quân Thành, vấn đề tiền thuế chẳng là gì cả, căn bản không cần quan tâm. Hơn nữa Vương Tử Quân cũng vì chuyện này mà căn dặn Tần Hồng Cẩm, căn bản không nên để cho sự việc như vậy phát sinh. Rốt cuộc là có chuyện gì xảy ra, cô từ từ nói xem. Vương Tử Quân trầm ngâm một lát, giọng điệu rất bình tĩnh. Giám đốc Vương, ngày hôm nay người của Cục Thuế Phòng Công Thương, còn có cả công an và người của Viện Kiểm sát, bọn họ không những niêm phong tài sản của công ty, còn muốn đưa giám đốc Tần đi. Nghe lời của Cục trưởng Hà là người dẫn đầu đám người, công ty chúng tôi trốn thuế quá lớn, bọn họ sẽ xử lý thật nghiêm minh. Trương Hiểu Mai đã phục hồi lại từ tình huống bối rối, giọng điệu cũng dần trở nên rõ ràng hơn. Vương Tử Quân lẳng lặng lắng nghe lời nói của nàng, đầu óc nhanh chóng vận chuyển. Với địa vị của tập đoàn Quân Thành, dưới tình huống không thông báo trước mà có nhiều ban ngành cùng liên hợp đến kiểm tra và bắt người, nếu bên trong không có người thì sẽ tuyệt đối không làm bùng lên con sóng mạnh mẽ như vậy. Đủ mọi ý nghĩ lóe lên trong đầu Vương Tử Quân, sau khi ngơ xong lời của Trương Hiểu Mai thì hắn khẽ nói. Trương Hiểu Mai, cô không cần phải nôn nóng, giám đốc Tần của cô sẽ không có vấn đề. Cô thông báo cho tất cả giám đốc của công ty, ngày mai đến họp. Ngày mai họp sao? Trương Hiểu Mai giống như nhớ ra vấn đề gì đó, nàng định lên tiếng thì phải nuốt lời vào bụng. Tôi sẽ chủ trì. Vương Tử Quân nhàn nhạt nói một câu rồi cúp điện thoại. Vương Tử Quân cúp điện thoại, hắn không nói lời nào nhưng vẻ mặt cực kỳ khó coi. Kim Duệ Hằng vừa rồi đang trò chuyện vui vẻ với Vương Tử Quân, lúc này hắn cũng tự giác thu lại nụ cười, hắn chú ý ngồi trên vị trí của mình, cũng không dám phát ra chút âm thanh nào. Chiếc xe dừng lại trước khu văn phòng tỉnh đoàn. Vương Tử Quân trầm ngâm sau khoảnh khắc rồi ngẩng đầu lên, hắn nhìn thoáng qua Kim Duệ Hằng rồi nói. Anh Kim, chuyện này anh nên nhanh chóng xử lý, có vấn đề gì cứ phản ánh với tôi. Vâng, Bí Thư Vương. Kim Duệ Hằng lúc này mới thở ra một hơi, vừa rồi biểu hiện của Vương Tử Quân thật sự làm hắn sinh ra cảm giác bất an. Vương Tử Quân quay về phòng làm việc của mình, hắn khẽ bấm một số điện thoại có trong sổ của mình, sau khi khách khí nói hai câu với đầu dây bên kia thì hắn cười nói. Chú Tần, chú đã nghe qua chuyện của tập đoàn Quân Thành chưa? Triệu Bình Xuyên dùng ánh mắt nhàn nhạt nhìn Tần Hồng Cẩm, sau đó cười nói. Hồng Cẩm, cô là một người thông minh, cô nên biết chỉ có tôi cho phép thì cô mới có năng lực phát triển ra bên ngoài. Anh cảm thấy tôi sẽ tin sao? Tần Hồng Cẩm dùng ánh mắt lạnh lùng nhìn Triệu Bình Xuyên, trong lời nói của nàng mang theo vài phần ngạo nghễ. Tôi tin cô sẽ tin, cô đừng tưởng rằng sau lưng cô có Tần gia. Bọn họ sẽ giúp cô. Tôi nói cho cô biết, bọn họ không giúp được gì cho cô cả, bây giờ ở thành phố Việt Thị này còn chưa đến lượt bọn họ lên tiếng. Triệu Bình Xuyên cười lạnh một tiếng, hắn lấy ra một điếu thuốc rồi châm lửa nói. Còn vấn đề chứng cứ, cô không cần lo lắng, tôi đã sớm chuẩn bị xong, lần này cô đừng hòng có cơ hội lật ngược thế cờ. Vậy sao, theo những gì anh nói, vậy thì tôi nên nghe theo sắp xếp của anh, đúng không? Tần Hồng Cẩm tuy nói không quá lớn nhưng âm thanh có mang theo vài phần lạnh lẽo và trêu chọc. Triệu Bình Xuyên tuy có bộ dạng khá tốt, gia thế tốt, tất cả không tệ, nhưng những thứ khá tốt của đối phương trong mắt nàng căn bản không bằng một ngón tay của người đàn ông kia. Cô không còn sự lựa chọn nào khác. Triệu Bình Xuyên dùng ánh mắt tự tin nhìn thoáng qua Tần Hồng Cẩm, sau đó hắn cười nói. Hồng Cẩm, xem ra cô còn chưa suy nghĩ cho kỹ càng. Cũng tốt, như vậy cũng tốt, tôi có nhiều thời gian. Cô cứ ở đó mà suy nghĩ cho kỹ. Đồng thời cô có thể tự do phân phó những người ở bên ngoài, ngoài không được phép đi ra, cô muốn gì thì bọn họ cũng sẽ chuẩn bị cho cô. Nhưng tôi cũng hy vọng cô không nên suy nghĩ quá lâu,
dù sao thì tính nhẫn nhịn của tôi cũng có hạn mà thôi. Triệu Bình Xuyên cười lớn cực kỳ đắc ý rồi chậm rãi đi ra ngoài. Tần Hồng Cẩm chậm rãi đứng lên, nàng biết rõ địa vị của Triệu Bình Xuyên ở thành phố Việt Thị, nàng nghĩ đến lời nói của DP vừa rồi, lúc này trong đầu nàng chỉ bùng lên hình bóng của người đàn ông kia mà thôi. Lúc này Tần Hồng Cẩm thật sự hy vọng hắn có thể ở bên cạnh che mưa che gió cho mình, nhưng lúc này nàng lại sinh ra một ý nghĩ khác lạ, đó là nàng không hy vọng hắn ở đây. Đây không phải là tỉnh Chiết Giang, cũng không phải là tỉnh Sơn Nam, đối mặt với thế lực Triệu gia ở nơi đây cũng không dễ dàng gì, hắn phải cẩn thận hơn. Nhưng nếu nói Tần Hồng Cẩm gả cho Triệu Bình Xuyên thì tuyệt đối là không thể. Lúc này nàng đưa mắt nhìn qua cửa sổ, ánh mắt nàng chậm rãi rơi xuống không gian buổi chiều ở bên dưới. Tính mạng con người cũng không phải là vĩnh viễn, lúc này tất cả ý nghĩ trong đầu Tần Hồng Cẩm chợt tan biến, trong mắt lại lóe lên cái nhìn kiên quyết, trên gương mặt tinh xảo lại càng xuất hiện nụ cười nhạt. Bầu trời tháng 6 ở thành phố Việt Thị giống như đổ lửa, bầu không khí cực kỳ nóng bức, rất nhiều người đều cho rằng lựa chọn tốt nhất vào lúc này chính là ở trong phòng điều hòa. Nhưng thực tế thì khác, lúc này lựa chọn tốt nhất chính là ngâm mình trong bể bơi. Nước xanh, trời xanh, mây trắng bay. Bốn phía hồ bơi là những hàng cây xanh mát, đi đến một nơi có khung cảnh đẹp như chốn tiên cảnh nhân gian thế này thì con người chợt sinh ra cảm giác mát lạnh. Tất nhiên lúc này nếu được nhảy xuống hồ nghịch nước thì sẽ càng sinh ra cảm giác thú vị không thôi. Nhưng rõ ràng một mình nghịch nước sẽ không thể nào so sánh với tình huống cùng nghịch nước với mỹ nữ, nếu nghịch nước cùng một mỹ nữ thì nào so sánh được với tình huống nghịch nước với một đám mỹ nữ. Khi Triệu Bình Xuyên từ trong nhà đi ra, lúc này trong hồ nước xanh mát là một người đàn ông hơn 40 tuổi, đối phương đang bơi trong làn nước, bên cạnh hắn là 6-7 cô gái mặc áo tắm cực kỳ xinh đẹp, các cô đang liên tục bơi qua bơi lại. Người đàn ông kia có dáng người không quá cao, gò má hơi béo, nhìn qua giống như một người đàn ông trung hậu vô hại và cực kỳ thành thật. Nhưng lúc này nhìn qua hồ bơi sẽ thấy rõ vấn đề, chính là bàn tay của hắn đang liên tục ve vuốt những bộ phận nhạy cảm của các cô gái. Cậu Triệu, xuống đây chơi đùa một chút. Hôm nay trời quá nóng, xuống đây cũng xem như là một hưởng thụ khó có được. Người đàn ông trung niên mập mạp kéo một cô gái có dáng người nóng nảy vào trong lòng, sau đó bàn tay liên tục di chuyển, sau đó cười ha hả nói với Triệu Bình Xuyên ở bên trên. Triệu Bình Xuyên khẽ lướt mắt qua cơ thể các cô gái, sau đó thuận tiện ngồi xuống bên dưới một chiếc ô che nắng ở bên cạnh, hắn mở chai nước ướp lạnh ra làm một hớp, sau đó mới cười nói. Anh Tiền, tôi thấy anh nên kiềm chế một chút thì tốt hơn. Sức khỏe là của mình, nếu thật sự phung phí quá mức thì cũng chỉ làm hại đến chính bản thân mà thôi. Ha ha, nhân sinh đắc ý thì cần phải vui vẻ cho sướng. Cậu Triệu, cảnh đẹp thế này nếu không hưởng thụ thì chẳng phải sẽ phụ lòng các vị mỹ nữ đây sao? Anh Tiền vừa nói vừa vui vẻ đưa tay vào trong ngực mỹ nữ ở trong lòng mình. Triệu Bình Xuyên nhìn bàn tay sống động của anh Tiền, trong mắt cũng lóe lên chút lửa nóng. Nhưng sự việc đang ẩn giấu trong lòng lại lóe lên. Thế là cảm giác vừa mới xuất hiện lúc vừa rồi cũng tan biến sạch sẽ. Anh Tiền đang cố gắng xoa nắn cô gái mặc đồ bơi, khi thấy Triệu Bình Xuyên cũng không đi xuống, thế là hắn chà đạp mỹ nữ một lúc rồi cười ha hả đi về phía Triệu Bình Xuyên. Cơ thể của hắn đầy thịt thừa, toàn thân chỉ có một chiếc quần bơi, hắn lắc lư đi đến ngồi xuống đối diện với Triệu Bình Xuyên. Thế nào, cô gái kia có khuất phục không? Anh Tiền cầm lấy một quả táo đã gọt vỏ trên dĩa hoa quả rồi nghiêm túc hỏi Triệu Bình Xuyên. Triệu Bình Xuyên dùng ánh mắt hung hăng nhìn anh Tiền, điều này làm cho anh Tiền phải vung tay vỗ đầu mình. Cậu xem, tôi đúng là đầu heo, sao có thể nói với em dâu của mình như vậy chứ? Đúng là không hay. Được rồi anh Tiền, sau này cần chú ý một chút là được, nhưng tôi cũng không hy vọng lần sau xảy ra sự kiện như vậy. Triệu Bình Xuyên tươi cười rồi khẽ nói với anh Tiền. Sẽ không, tuyệt đối không, những chuyện mà cậu phân phó có bao giờ anh Tiền này lại phạm phải chứ? Anh Tiền dùng bàn tay to vỗ vỗ lên ngực mình, sau đó dùng giọng đầy hào khí nói. Tôi vừa vào gặp Tần Hồng Cẩm, cô ta không đồng ý yêu cầu của chúng ta. Triệu Bình Xuyên khẽ dựa lưng ra sau ghế, hắn nói rõ sự việc vừa phát sinh cho Tiền Trường Thắng. Tiền Trường Thắng cũng không cảm thấy kết quả kia có gì bất ngờ, điều này vốn nằm trong dự đoán của hắn, thế là hắn gặp hai miếng táo, cuối cùng mới nói. Điều này cũng nằm trong dự đoán của chúng ta. Em dâu có thể dựng sự nghiệp từ hai bàn tay trắng, lại trèo trống đến mức phát triển như hiện hành thì rõ ràng là bậc anh thư không thua kém đấng mày dâu. Triệu Bình Xuyên khẽ gật đầu, hắn lên tiếng xem như tán thành lời nói của Tiền Trường Thắng. Anh Tiền, nếu cứ tiếp tục như vậy sẽ không là biện pháp,
anh có biện pháp nào tốt để cô ấy đồng ý lấy tôi không? Tiền Trường Thắng híp mắt nhìn Triệu Bình Xuyên, Tiền Trường Thắng thật ra rất coi thường loại người như Triệu Bình Xuyên, nhưng tập đoàn Nam Long của hắn sở dĩ phát triển được như vậy cũng là nhờ Triệu Bình Xuyên đứng sau lưng trợ giúp. Lần này hắn sở dĩ muốn kích động Triệu Bình Xuyên đối phó với Tần Hồng Cẩm, cũng là muốn được phân một chén canh của tập đoàn Quân Thành. Chuyện này sao, anh cũng không có biện pháp nào tốt, chỉ có thể dồn từng bước để cô ấy thấy mình đã đến vùng đất chết, chỉ đến lúc đó thì cô ấy mới ngoan ngoãn nhượng bộ mà thôi, cuối cùng thì cậu được cả người lẫn của. Tiền Trường Thắng nói đến đây thì cầm một chai nước lên uống hai ngụm, hắn tiếp tục lên tiếng, xem tại. Nhưng chuyện này cậu nhất định phải gây áp lực thật lớn với Tần gia, để bọn họ đứng yên không nhúc nhích mới được. Hừ hừ, chuyện này anh không cần lo lắng, bây giờ đám người Tần gia cũng không có dư âm lên tiếng. Triệu Bình Xuyên nghe thấy Tiền Trường Thắng nhắc đến Tần gia thì lạnh lùng nở nụ cười, bên miệng mang theo nụ cười khinh thường. Vậy thì quá tốt rồi, anh em chúng ta cùng cạn ly, chúc cậu nhanh chóng có được cả người lẫn của, như vậy thì bí thư Triệu cũng vui mừng chờ ôm cháu được rồi. Tiền Trường Thắng cầm lấy chai nước cười ha hả rồi nâng lên với Triệu Bình Xuyên, khi nhắc đến bí thư Triệu thì trong mắt hắn lóe lên chút cảm giác sợ hãi. Bộp! Hai chai nước khẽ đụng vào với nhau. Chú Tần, cháu lại mang đến phiền toái cho chú. Vương Tử Quân ngồi trong một chiếc Audi màu đen, hắn tươi cười nói với người đàn ông trung niên đang ngồi cách mình không quá xa. Người đàn ông trung niên được Vương Tử Quân gọi là chú Tần hơn 40 tuổi. Một bộ tây trang không chút nhãn hiệu trên người làm cho người ta nhìn qua thấy rất an phận. Hắn khẽ khoát tay với Vương Tử Quân rồi nói. Tử Quân, lần này nói ra thì chú thật sự hổ thẹn, năm đó Hồng Cẩm đến và ông cụ đã tự mình gọi điện thoại cho tôi, bây giờ thì tốt rồi, tôi chẳng những không thể quan tâm đến cô ấy, lại để cho người ta bắt cô ấy đưa đi. Chú Tần, chuyện này cũng không ai muốn xảy ra, nhưng dù là thế nào thì cháu cũng phải cảm ơn chú đã quan tâm chăm sóc Hồng Cẩm trong thời gian qua. Vương Tử Quân khẽ cười, hắn lấy từ trong túi ra một điếu thuốc mời người đàn ông trung niên trước mặt. Người đàn ông trung niên được Vương Tử Quân gọi là chú Tần tên là Tần Trung Hòa, là con thứ hai của một chiến hữu của ông nội Vương Tử Quân, bây giờ là phó chủ tịch thành phố Việt Thị, coi như một thành phần phát triển khá tốt của Tần gia. Tần Hồng Cẩm đến kinh doanh ở Việt Thị đã nhận được sự quan tâm của Tần Trung Hòa, đồng thời Tần Hồng Cẩm cũng xem như bánh ít đi bánh quy lại. Cũng đưa theo vài con cháu đời thứ ba của Tần gia, thế là hai bên có quan hệ cực kỳ hòa hợp. Tần Trung Hòa nhận điếu thuốc từ trong tay Vương Tử Quân, dựa theo thân phận thì hắn cùng lứa với Vương Quang Vinh bố của Vương Tử Quân, nhưng lúc này đối mặt với Vương Tử Quân thì hắn không dám xem thường. Dù cách tỉnh Sơn Nam cả ngàn km nhưng tin tức vẫn được truyền đến rất rõ ràng. Tần Trung Hòa biết người thanh niên trẻ tuổi với nụ cười ôn hòa kia đã có địa vị chính trị không kém gì mình. Dù cấp bậc của hắn là giám đốc sở và cao hơn Vương Tử Quân một cấp, thế nhưng Vương Tử Quân lại là người chủ trì công tác của tỉnh đoàn Sơn Nam. Còn trẻ như vậy, lại có thể phát triển cực kỳ mạnh mẽ ở một tỉnh không thuộc phạm vi thế lực của Vương gia, chỉ nhìn vào đó thì đã thấy tương lai sau này của Vương Tử Quân là thế nào. Chương 417, đừng nhìn vào quảng cáo, hãy nhìn hiệu quả điều trị. Chị Hồng Cẩm bây giờ thế nào? Tuy những trò thế này không che giấu được người hữu tâm, thế nhưng mỗi khi Vương Tử Quân nhắc đến Tần Hồng Cẩm thì cũng không quên bỏ vào đó một chữ chị. Lúc này còn đang bị giam giữ, nhưng cũng không có vấn đề gì. Tần Trung Hòa nói đến đây thì trên mặt có chút xấu hổ, dù sao bây giờ Tần Hồng Cẩm còn bị giam, điều này thật sự làm hắn mất mặt. Vương Tử Quân khẽ gật đầu, hắn cười cười nói. Triệu Bình Xuyên là con trai của Triệu Tứ Quân sao? À, tôi đã từng tìm đến người này, chính hắn cũng đã thừa nhận. Tần Trung Hòa trầm ngâm một chút rồi nói. Nhưng hắn cũng không nói rõ mục đích của mình, chỉ là cảnh cáo tôi không được nhúng tay vào vụ này. Trong các cấp lãnh đạo ở thành phố Việt Thị, dù Tần Trung Hòa là phó chủ tịch thành phố, thế nhưng lại chưa tiến vào ban ngành thường ủy. Bí thư thành phố Việt Thị chính là Triệu Tứ Quân, người này chẳng những có quyền uy tuyệt đối, hơn nữa cũng là người cường thế trong tỉnh, tất cả đã đủ cho hắn ép đám quan viên ở Việt Thị phải khép nép làm theo ý mình. Vương Tử Quân vừa đến đã cẩn thận quan sát Tần Trung Hòa, tuy đối phương có biểu hiện cực kỳ chân thành, thế nhưng hắn vẫn căn cứ vào những lời nói gần nói xa của đối phương để hiểu rõ một vấn đề, trên sự kiện này Tần Trung Hòa căn bản không thể nào vật lộn đọ sức với Triệu gia được. Con người đều vì mình là chính, sẽ không có khả năng vì người khác mà ném ra tất cả lực lượng của mình rồi bị ép chết. Vương Tử Quân cũng không cảm thấy bất ngờ với thái độ khăng khăng giữ mình của Tần Trung Hòa, tuy hai nhà có giao tình. Thế nhưng đến thế hệ của bọn họ thì tình cảm đó đã nhạt như nước ốc rồi.
Vương Tử Quân dù có chút căm tức nhưng biểu hiện vẫn rất bình thường, không phát tác. Hắn trầm ngâm giây lát, sau đó cười nói với Tần Trung Hòa. Chú Tần, ngài có thể sắp xếp cho cháu gặp mặt Triệu Bình Xuyên một lần không? Hai bên gặp mặt cùng bàn chuyện. Tần Trung Hòa tất nhiên biết rõ Triệu Bình Xuyên có ý gì, nhưng chẳng qua là hắn cảm thấy xấu hổ khi nói ra mà thôi. Lúc này nghe nói Vương Tử Quân muốn gặp Triệu Bình Xuyên để trực tiếp thương lượng, thế là hắn tỏ ra cực kỳ vui mừng. Được, tôi sẽ liên lạc với hắn ta. Tần Trung Hòa đồng ý một tiếng rồi lấy điện thoại ra. Nửa giờ sau Vương Tử Quân đã cùng Triệu Bình Xuyên ngồi trong một căn biệt thự xa hoa. Triệu Bình Xuyên đón chào Vương Tử Quân với vẻ mặt tươi cười, hắn cầm chai rượu đỏ trong tay rồi dùng giọng ưu nhã nói. Đây là sản phẩm cực kỳ quý giá mà anh Tiền mua từ nước ngoài, cậu Vương, cậu là khách đến từ phương xa, coi như chúng ta uống vài ly làm quen. Vương Tử Quân khẽ gật đầu, hắn nâng ly cùng với Triệu Bình Xuyên, sau khi uống một ngụm mới nói. Rượu ngon, nhưng bây giờ tôi lại không có tâm tình gì. Anh Triệu, tuy tôi chưa từng quản lý tập đoàn Quân Thành, thế nhưng có một vấn đề mà tôi có thể đảm bảo, chính là tập đoàn Quân Thành của tôi sẽ không cần dở chút thủ đoạn trốn thuế như vậy làm gì. Tôi thấy anh cũng là người sảng khoái, chúng ta là người sáng mắt không nói tiếng lóng, mong anh Triệu nói rõ vấn đề. Triệu Bình Xuyên vung vẫy ly rượu với bộ dạng ngoài cười trong không nói. Tốt, nếu cậu đã nói như vậy thì tôi cũng không có gì phải che giấu. Tôi thật sự ngưỡng mộ đã lâu với Tần Hồng Cẩm, tôi tin tưởng mình và nàng quần anh tụ hội sẽ làm cho tập đoàn Quân Thành phát triển đến một độ cao mới, liên hợp như vậy rõ ràng là một chuyện tốt, cậu Vương cảm thấy thế nào? Triệu Bình Xuyên cũng căn bản không quan tâm đến tên thanh niên trước mặt, Vương gia dù có chút thế lực ở tỉnh Chiết Giang nhưng bàn tay bàn chân còn chưa duỗi đến thành phố Việt Thị. Hắn sở dĩ chịu gặp mặt Vương Tử Quân, chủ yếu là vì thân phận của Vương Tử Quân. Trước tiên hắn muốn thuyết phục Vương Tử Quân, sau đó để cho Vương Tử Quân đi thuyết phục Tần Hồng Cẩm. Vương Tử Quân thật sự rất tức giận, lúc này hắn đã thật sự bùng nổ. Hắn dùng hai con ngươi cực kỳ lạnh lẽo nhìn Triệu Bình Xuyên, sau đó hắn trầm giọng nói. Anh Triệu, nếu như anh cứ há rộng miệng sư tử, khi đó đạn sắt cũng làm cho sư tử gãy hết răng. Ha ha, cậu Vương, những lời này của cậu là không đúng, anh đây những ngày qua luôn ăn món ngon, căn bản không có vấn đề, nhưng anh tin dù là món gì đó cứng nhắc cũng không làm mất đi khẩu vị của anh. Triệu Bình Xuyên tiêu sái vung hai tay ra, hắn dùng giọng cực kỳ kiêu ngạo nói. Vương Tử Quân cũng không nói thêm điều gì, hắn cầm ly đặt mạnh lên mặt bàn, sau đó lạnh lùng nói. Cáo từ. Vương Tử Quân nói rồi xoay người đi ra bên ngoài biệt thự. Cậu Vương, cậu đi lần này thì nên nhớ đường cho kỹ, tôi tin tưởng rằng không bao lâu nữa cậu sẽ phải chạy đến tìm tôi. Đến lúc đó tôi vẫn còn ở đây chờ cậu. Đúng rồi, chai rượu này tôi vẫn để ở đây, chúng ta sẽ uống một trận no say, nhưng điều kiện tiên quyết là cậu Vương phải tìm được tôi ở chỗ này. Triệu Bình Xuyên khẽ vùng vẫy chai rượu trong tay, trên mặt hắn là biểu hiện trào phúng. Hắn nhìn về phía Vương Tử Quân rồi nói. Cậu Triệu, cậu xem, hình như tên Vương Tử Quân kia căn bản có quan hệ không tầm thường với Tần Hồng Cẩm. Tiền Trường Thắng không biết từ nơi nào chạy ra, hắn nhìn hình bóng của Vương Tử Quân, trong giọng nói mang theo vài phần khiêu khích. Vẻ mặt Triệu Bình Xuyên chợt biến đổi, chiếc ly trong tay cũng bị hắn ném xuống đất. Không tầm thường thì thế nào, hắn chỉ cần đến Việt Thị thì phải nghe lời tôi, dù là rồng cũng phải bay thấp xuống. Dù là hổ cũng phải nằm xuống. Tôi muốn làm gì hắn thì làm, đồng thời cũng phải ngoan ngoãn dùng hai tay dâng lên những thứ mà tôi muốn. Tôi thật sự có lòng tin với cậu Triệu. Nhìn gương mặt đã bị lửa giận che lấp của Triệu Bình Xuyên, trong mắt Tiền Trường Thắng chợt lóe lên nụ cười vui vẻ. Khi hai người Triệu Bình Xuyên và Tiền Trường Thắng đang nói chuyện với nhau thì Vương Tử Quân đã leo lên xe Audi của Tần Trung Hòa. Sau khi Tần Trung Hòa chạy xe ra thì mới trầm giọng hỏi Vương Tử Quân. Tử Quân, đã đàm phán thế nào rồi? Chú Tần, có một số việc không để đàm phán. Vương Tử Quân đưa mắt nhìn Tần Trung Hòa rồi nói từng câu từng chữ một. Vẻ mặt Tần Trung Hòa vẫn bình tĩnh nhưng trong lòng lại cực kỳ thất vọng, dù sao hắn thấy Vương Tử Quân muốn cứu Tần Hồng Cẩm thì nhất định phải nhờ vào Tần gia, mà nếu Tần lão gia tử vì nể mặt Vương lão gia tử thì cũng không thể không hỗ trợ. Nhưng nếu đứng về phía đối lập với Triệu Bình Xuyên, như vậy sẽ là đứng về phía đối lập với Triệu gia. Như thế cũng không có lợi. Tử Quân, cậu yên tâm, quay về tôi sẽ nói với Tần lão gia tử, sẽ nhờ ngài giúp đỡ giải quyết vụ này. Tần Trung Hòa trầm ngâm một lát, sau đó nói ra lời an ủi. Vương Tử Quân chỉ khẽ cười và gật đầu với lời an ủi của Tần Trung Hòa,
nhưng trong lòng hắn đã hiểu ý nghĩa lời nói của đối phương, đó chính là ngăn cản mình đến gặp mặt Tần lão gia tử. Dù lúc bắt đầu hắn không ôm hy vọng quá lớn với Tần gia, thế nhưng thái độ của Tần Trung Hòa vào lúc này thật sự làm cho Vương Tử Quân cảm thấy lạnh cả người. Cảm ơn chú Tần, vậy coi như làm phiền chú rồi. Lúc này cháu còn có việc, cũng không thể đến gặp ông Tần, khi nào chú gặp ông thì nói dùm cháu vài câu thăm hỏi. Vương Tử Quân nói hai câu với Tần Trung Hòa, sau đó xe đã đến bên ngoài tập đoàn Quân Thành, hai người cáo từ, Vương Tử Quân xuống xe. Khi Vương Tử Quân đi vào tập đoàn Quân Thành, hắn chợt kinh ngạc phát hiện có người đang chờ mình ngoài đại sảnh. Thấy Vương Tử Quân đi đến thì cô gái hơn 20 tuổi mặc trang phục công sở nhanh chóng tiến lên hỏi. Anh là giám đốc Vương sao? Vương Tử Quân cũng không xa lạ gì giọng điệu của cô gái này, hắn khẽ gật đầu nói. Nếu như tôi nhớ không lầm thì cô chính là Trương Hiểu Mai phải không? Trương Hiểu Mai khẽ gật đầu nói. Giám đốc Vương, tôi chính là Trương Hiểu Mai, đã từng được giám đốc Tần cho xem ảnh của anh. Vương Tử Quân chỉ cười cười, hắn không tiếp tục dây dưa ở vấn đề này mà trầm giọng hỏi. Trợ lý Trương, đã cho ra thông báo hội nghị ban giám đốc chưa? Giám đốc Vương, đã thông báo cho các lãnh đạo tập đoàn, nhưng... Trương Hiểu Mai nói đến đây thì trong mắt lóe lên chút nghi kỵ. Nhưng thế nào? Vương Tử Quân nhìn thấy Trương Hiểu Mai có vẻ chần chừ, trong lòng cũng khẽ động, chợt đoán ra được vài ý nghĩ, nhưng hắn cũng không nói ra ý nghĩ của mình mà nhanh chóng hỏi Trương Hiểu Mai. Trương Hiểu Mai cắn chặt răng, nàng khẽ cúi đầu nói. Giám đốc Vương, bây giờ người của tập đoàn rất bàng hoàng, có người nói lần này giám đốc Tần đắc tội với nhân vật lớn, có thể rơi vào vũng bùn khó thể đứng lên. Thế là bọn họ phải nhanh chóng cho ra tính toán, cũng không thể ném tiền qua cửa sổ. Vương Tử Quân khoát tay với Trương Hiểu Mai, tỏ ý nàng không cần phải nói thêm. Trương Hiểu Mai đã thật sự rất bực bội khi Tần Hồng Cẩm bị người ta đưa đi, sự nghiệp của Tần Hồng Cẩm bây giờ đang ngày càng lớn, khi đang chuẩn bị giao tiếp với các lĩnh vực rộng hơn thì xuất hiện vấn đề như thế này. Cũng vì chuyện này mà trong tập đoàn sinh ra đủ mọi lời nghị luận, Trương Hiểu Mai chợt phát hiện đám cổ đông ngày hôm qua vốn rất khí thế. Bây giờ thái độ của tất cả mọi người chợt biến đổi. Dù lời nói của đám người này vẫn nhiệt liệt và thân thiết nhưng lại làm cho người ta sinh ra cảm giác thiếu chút chân thành cùng chung hoạn nạn. Đám người này bắt đầu do dự, bàng hoàng, hơn nữa lại chỉ đứng từ xa nhìn vào mà thôi. Xe đến dưới núi sẽ có đường. Khi gặp phải trở ngại lớn, Trương Hiểu Mai đã nói ra những lời như vậy để khuyến khích động viên cổ đông của công ty, thật ra đó không phải là nàng đang tự an ủi mình sao? Bây giờ Vương Tử Quân đã đến, Trương Hiểu Mai coi như đã tìm được đối tượng để phát tiết tâm sự của mình, nhưng không ngờ giám đốc Vương lại có biểu hiện bình tĩnh như vậy. Người này quá ung dung trấn tĩnh, giống như một hồ nước yên lặng không tiếng sóng, thế cho nên lửa giận trong lòng Trương Hiểu Mai cũng bị hắn dập tắt sạch sẽ. Mãi đến lúc này ánh mắt Trương Hiểu Mai mới dám nhìn thẳng vào mặt người đàn ông đứng đối diện với mình, nàng thấy hắn là một người đàn ông đẹp trai, phối hợp với cách ăn mặc vào lú này thì giống như một sinh vừa tốt nghiệp đại học. Mà nàng cũng không tỏ ra nghi ngờ cảm giác này của mình. Nhưng chút kích động vừa rồi còn ẩn giấu trong lòng Trương Hiểu Mai đã biến mất sạch sẽ, lúc này trong đầu nàng chỉ có một ý nghĩ, đó chính là một người đàn ông trẻ tuổi thế này có thể cứu được giám đốc Tần, có thể trấn an đám cổ đông đang rất bàng hoàng kia không? Phòng họp ở chỗ nào? Chúng ta đi vào thôi. Khi Trương Hiểu Mai còn đang cúi đầu trầm tư thì Vương Tử Quân đã cất bước đi vào trong tòa nhà. Giám đốc Vương, xin ngài đi phía bên này. Trương Hiểu Mai còn chưa tỉnh táo lại trong lúc trầm tư, lúc này chợt thấy Vương Tử Quân đi vào bên trong, thế là nàng cũng không dám chậm trễ, vội vàng đưa Vương Tử Quân đi vào trong cao ốc. Bây giờ tập đoàn Quân Thành rơi vào tình huống khó khăn, tôi cảm thấy chúng ta nên đi đường tắt khác, phải áp chế nguy cơ này xuống, nếu không thì chẳng những không cứu được giám đốc Tần, thậm chí còn không giữ được cả tập đoàn. Vương Tử Quân và Trương Hiểu Mai vừa từ thang máy đi ra đã nghe thấy nhiều tiếng nghị luận ồn ào truyền ra từ phòng họp ở tầng cao nhất của tòa cao ốc. Giám đốc Hà, cái mà anh gọi là đường tắt, có phải là muốn cầu cứu Tiền Trường Thắng? Tôi nói cho anh biết, đó là điều không thể. Không thể, như thế nào là không thể? Bây giờ có thể cứu tập đoàn. Có thể cứu tập đoàn Quân Thành chỉ có tập đoàn Nam Long, chỉ cần chúng ta cùng liên hợp với Nam Long, chưa nói đến vấn đề hóa giải nguy cơ trước mắt. Thậm chí nó còn là một xúc tiến mạnh mẽ cho sự phát triển của tập đoàn Quân Thành. Giám đốc Hà, lý tưởng thì tốt nhưng cách áp dụng lại không ra gì, đến lúc đó chỉ sợ cũng không còn tập đoàn Quân Thành nữa rồi. Đúng lúc này một âm thanh mỉa mai chợt vang lên trong phòng họp, có vẻ cực kỳ chói tai.
Anh nói gì, anh chỉ là một giám đốc chủ quản nho nhỏ, có tư cách gì phát biểu ở chỗ này? Tôi nói cho anh biết, bây giờ anh đi ra ngoài cho tôi, từ hôm nay trở đi xem như anh bị đuổi việc. Một câu nói mỉa mai vừa vang lên làm cho giám đốc Hà thở hổn hển, hắn nổi giận đùng đùng lên tiếng khiển trách. Giám đốc Hà, anh nên nói ít lại một chút, dù tôi chỉ là một giám đốc nho nhỏ, thế nhưng chỉ có giám đốc Tần mới có tư cách phụ trách tôi, anh đừng quên, anh không có quyền lợi đuổi việc tôi. Chỉ có giám đốc Tần mới phụ trách được anh, tôi nói cho anh biết, xét thấy giám đốc Tần không thể nào tiếp tục thực hiện trách nhiệm của một tổng giám đốc, từ bây giờ tôi sẽ tiến lên nắm công tác của tập đoàn. Bây giờ tôi đại biểu cho tập đoàn Quân Thành chính thức khai trừ anh, Trương Nhiêu Cương. Lúc này bước chân của Vương Tử Quân chợt dừng lại, Trương Hiểu Mai đi sau lưng lại tiến lên nói. Giám đốc Vương, nhất định phải ngăn cản giám đốc Hà khai trừ Trương Nhiêu Cương, vì Trương Nhiêu Cương là một trong những người trung thành và tận tâm với giám đốc Tần. Vương Tử Quân khẽ gật đầu, hắn tiếp tục đi về phía trước. Trương Nhiêu Cương, chúng tôi còn phải họp, anh còn đứng đây làm gì nữa? Âm thanh mỉa mai của giám đốc Hà chợt vang lên trong phòng họp. Tôi tuyệt đối không đi, vì anh căn bản không có quyền lợi chủ trì công tác của tập đoàn Quân Thành. Một tiếng vỗ bàn vang lên, sau đó là âm thanh của Trương Nhiêu Cương. Họ Hà kia, những năm qua giám đốc Tần đối xử với anh rất tốt, đã đề bạt anh từ một viên chức bình thường lên làm phó tổng giám đốc, sao anh lại có thể chơi trò qua cầu rút ván như vậy? Chẳng lẽ anh không biết người đứng sau lưng đối phó giám đốc Tần chính là Tiền Trường Thắng của tập đoàn Nam Long sao? Tôi quyết định chuyện gì cũng không cần anh nói chen vào, bảo vệ đâu, kéo anh ta ra ngoài. Giám đốc Hà giống như bị người ta vạch rõ tâm tư, hắn lên tiếng chất vấn Trương Nhiêu Cương, sau đó thẹn quá hóa giận phải thét lên với bảo vệ. Vài tên bảo vệ ở bên ngoài nghe thấy tiếng hét thì nhanh chóng chạy vào phòng, nhưng khi bọn họ vừa đẩy cửa thì Vương Tử Quân đã vọt qua đi vào bên trong. Lúc này trong phòng họp, một tên đàn ông hơn 40 tuổi với mái tóc vuốt keo bóng loáng đang cực kỳ tức giận chỉ vào một người đàn ông hơn 20 tuổi rồi quát lớn. Anh là ai? Không thấy bây giờ đang họp sao? Tạm thời không tiếp khách, ra ngoài hết cho tôi. Khi thấy một người xa lạ và một bảo vệ đi vào, người đàn ông trung niên chợt quát lớn với Vương Tử Quân. Vương Tử Quân nhìn về phía người đàn ông trung niên kia, sau đó hắn dùng giọng nhàn nhạt nói. Anh vừa nói tập đoàn Quân Thành chỉ có thể hợp tác với tập đoàn Nam Long mới có đường ra, vậy tôi hỏi anh, theo ý của anh thì phải hợp tác thế nào? Hợp tác thế nào sao? Đây là cậu có quyền hỏi à? Đi ra ngoài cho tôi. Vẻ mặt giám đốc Hà chợt biến đổi khi Vương Tử Quân đột nhiên đặt câu hỏi, nhưng ngay sau đó giọng điệu của hắn đã lớn hơn vừa rồi vài phần. Anh ra ngoài cho tôi, từ hôm nay trở đi tập đoàn Quân Thành không còn loại người ăn cây táo rào cây sung rác rưởi như anh. Vương Tử Quân vừa nói vừa vung tay với một người đàn ông mặc trang phục bảo vệ đứng cách đó không xa. Anh Lý, đưa anh ta ra khỏi phòng họp. Người đàn ông kia tuy mặc trang phục bảo vệ nhưng lại khó che giấu được khí thế ngạo nghễ, nãy giờ trong phòng họp phát sinh tình huống khắc khẩu thì hắn cũng không mở miệng. Nhưng bây giờ hắn nghe được lời phân phó của Vương Tử Quân, thế là nhanh chóng đi đến trước mặt Vương Tử Quân như một con báo. Vâng, Tổng Giám Đốc. Lúc này trong phòng họp thật sự như rắn mất đầu. Các thành phần cao tầng của tập đoàn Quân Thành rơi vào tình huống lòng người bàng hoàng. Nhưng đám người nghe được câu nói của tên bảo vệ thì chợt trợn mắt há mồm, vì bọn họ là ban giám đốc của tập đoàn, bọn họ căn bản trong tập đoàn của mình còn có một vị tổng giám đốc. Cái gì, tổng giám đốc, ha ha, trưởng phòng Lý, anh không lầm đấy chứ. Tập đoàn Quân Thành chúng ta có thêm một tổng giám đốc như vậy từ khi nào? Anh cũng đừng dọa người, tôi nói cho anh biết, chỉ cần không phải chính miệng tổng giám đốc Tần mở miệng nói. Tôi sẽ không thừa nhận bất kỳ một vị tổng giám đốc nào khác tồn tại ở tập đoàn Quân Thành này. Giám đốc Hà có thể trở thành phó tổng giám đốc của tập đoàn Quân Thành, tất nhiên hắn phải có chút năng lực. Hắn chỉ rơi vào tình huống khiếp sợ trong nháy mắt, ngay sau đó hắn đã tỉnh táo trở lại, hắn lớn tiếng nói với trưởng phòng Lý. Trưởng phòng Lý cũng không mở miệng, hắn chỉ đưa mắt nhìn Vương Tử Quân. Lúc này Vương Tử Quân dùng ánh mắt tỉnh táo nhìn giám đốc Hà, sau đó cười lạnh nói. Tôi không cần anh thừa nhận, anh Lý, đưa ra ngoài. Vâng. Trưởng phòng Lý vung tay với đám bảo vệ bên ngoài, thế là có vài tên bảo vệ đi đến bên cạnh giám đốc Hà, một tên bảo vệ dáng người cao to khẽ vươn tay nói. Hà tiên sinh, mời ngài đi sang bên này. Khốn nạn, mày nói gì vậy? Giám đốc Hà thật sự không ngờ một tên bảo vệ dám nói chuyện với mình như vậy, thế là vẻ mặt hắn chợt biến đổi, hắn vừa nói vừa vung tay tát vào mặt đối phương.
Tên bảo vệ trẻ tuổi cũng không ngờ vị phó tổng giám đốc Hà mới mở miệng đã muốn đánh người, dưới tình huống không đề phòng bị tát một cái lên mặt. Hắn cũng là một thanh niên dễ nổi nóng, bây giờ bị tát một cái trước mặt mọi người, thế là hai tròng mắt chợt lóe lên những đốm lửa tức giận. Tên bảo vệ siết chặt nắm đấm, hắn muốn đấm cho đối phương một cái thật mạnh, thế nhưng dù sao trong lòng cũng còn chút cố kỵ, thế cho nên quả đấm chỉ dừng lại ở không trung. Tên bảo vệ được nhận công tác ở tập đoàn Quân Thành, hắn thật sự rất lưu luyến với công tác nơi đây, với mức đãi ngộ và hoàn cảnh công tác cực kỳ tốt ở tập đoàn Quân Thành, nếu hắn rời khỏi nơi đây thì sợ rằng sau này sẽ khó kiếm được công tác nào tốt hơn. Dù tên phó tổng giám đốc kia là loại người lỗ mãng, hơn nữa còn cho hắn một tát, hắn cũng không dám trả đòn. Tên bảo vệ nghĩ đến tình huống vì cha mẹ bạn gái thấy mình được nhận vào làm ở tập đoàn Quân Thành mà cũng không ngăn cản con gái tới lui với mình, nắm đấm của hắn vừa giơ lên đã mềm đi vài phần. Đánh đi, mày có gan thì đánh đi. Phó giám đốc Hà thấy tên bảo vệ vung nắm đấm với mình, lúc bắt đầu cũng thật sự giật mình lo sợ, thế nhưng khi thấy đối phương tỏ ra do dự thì bắt đầu bừng bừng khí thế. Vương Tử Quân không nói gì, hắn đưa mắt nhìn thoáng qua anh Lý, sau đó lại nghiêng đầu đi chỗ khác. Lý Tiểu Trụ, đánh hắn cho tôi. Anh Lý thấy Vương Tử Quân quay đầu thì mặt như bị phỏng. Hắn đi theo Vương Lão Gia Tử nhiều năm, được Vương Tử Quân đặc biệt mời đến làm bảo vệ cho Tần Hồng Cẩm. Bây giờ Tần Hồng Cẩm bị bắt, bảo vệ dưới tay mình lại bị đánh mà không dám nói lời nào. Đây không phải là đối phương coi mình giống như quả hồng thích nắm sao thì nắm à? Lý Duyệt Long, anh nói gì? Phó Tổng Giám Đốc Hà lúc này đang cực kỳ khí thế, nhưng lúc này vừa nghe thấy Lý Duyệt Long lên tiếng thì nhanh chóng quát lớn. Bạn đang xem chuyện được sao chép tại tiuyenfull.vn.com. Bốp! Một cái tát thật mạnh đập lên mặt Phó Tổng Giám Đốc Hà, một tát thật sự rất vang dội, sau một cái tát thì gương mặt Phó Tổng Giám Đốc Hà đã xuất hiện từng vệt máu tươi. Vừa rồi tên bảo vệ Tiểu Trụ bị đánh. Đám nhân viên quản lý cao tầng của tập đoàn Quân Thành chẳng cảm thấy có gì là quá đáng, nhưng bây giờ Phó Tổng Giám Đốc Hà quyền cao chức trọng của công ty bị cho một tát, điều này làm cho đám người chung quanh đứng ngơ cả ra. Anh, Phó Tổng Giám Đốc Hà cảm thấy gương mặt nóng bỏng, lúc này hắn rất muốn nói vài lời lớn lối, thế nhưng Tiểu Trụ trừng mắt như hổ báo, điều này làm hắn thật sự sợ hãi. Lý Tiểu Trụ, mời Hà Vinh Lộ ra khỏi công ty. Lý Duyệt Long cuối cùng cũng còn tác phong của quân nhân. Hắn cũng không chờ Phó Tổng Giám Đốc Hà lên tiếng, đã nhanh chóng vung tay lên với Lý Tiểu Trụ. Lý Tiểu Trụ thật sự phát triển rất tốt trong đám bảo vệ của tập đoàn Quân Thành, mới vừa rồi lại bị Hà Vinh Lộ cho một tát, đám bảo vệ bình thường sống với nhau như anh em, tất nhiên bọn họ sẽ không nhịn được. Bây giờ bọn họ nghe Lý Duyệt Long lên tiếng phân phó, thế là nhanh chóng kéo đến vây quanh Hà Vinh Lộ, cả đám giữ lấy cánh tay Hà Vinh Lộ đẩy ra ngoài. Tiểu tử, chúng mày sẽ phải hối hận, tao nói cho chúng mày biết. Chúng mày làm như vậy không những không cứu được Tần Hồng Cẩm, thậm chí còn phá tan tập đoàn Quân Thành, không bao lâu nữa chúng mày sẽ phải đến quỳ gối cầu xin tao mà thôi. Hà Vinh Lộ dùng ánh mắt tràn đầy căm tức nhìn Vương Tử Quân. Tiểu tử, tao không biết mày có địa vị gì, nhưng không quá vài ngày nữa tao sẽ bắt mày phải quỳ xuống cầu xin tao như một con chó, để đấy rồi xem. Vương Tử Quân căn bản không thèm quan tâm đến một kẻ đang nổi điên như Hà Vinh Lộ. Hắn thấy đối phương chẳng qua chỉ là một con chó điên mà thôi, thế cho nên đánh vài cái mở mồm kêu gào là rất bình thường, mình không cần phải so đo với đối phương. Nhưng Vương Tử Quân không quan tâm thì không đại biểu những người khác sẽ không chú ý, Lý Duyệt Long là người đi theo Vương Lão Gia Tử nhiều năm, tất nhiên phải có chút ý nghĩ chủ nhục thì người hầu cũng nhục, thế là hắn đưa mắt nhìn đám bảo vệ đang đẩy Hà Vinh Lộ ra ngoài rồi nghiêm nghị nói. Lý Tiểu Trụ, cho hắn im mồm. Lý Tiểu Trụ đang giữ lấy cánh tay của Hà Vinh Lộ, hắn cũng không thể nào ra tay được. Nhưng một tên bảo vệ khác trước đó rất căm hận Hà Vinh Lộ, bây giờ hắn nghe thấy Lý Duyệt Long phân phó như vậy thì nhanh tay lấy từ trong tủ của phòng họp ra một chiếc khăn lau bàn, cũng không nói nhiều lời mà nhét vào miệng Hà Vinh Lộ. Không còn Hà Vinh Lộ, lúc này phòng họp chợt yên tĩnh trở lại, nhưng lúc này tất cả mọi người đều dùng ánh mắt nghi ngờ nhìn về phía Vương Tử Quân. Tôi là Vương Tử Quân. Vương Tử Quân ngồi vào vị trí của mình trong phòng họp, sau đó hắn đưa mắt nhìn rồi thản nhiên lên tiếng với đám nhân viên cao tầng của tập đoàn Quân Thành đang đứng ngồi không yên. Khi hắn ngồi xuống ghế, một mùi hương nhàn nhạt chợt bùng lên. Vương Tử Quân rất quen thuộc với mùi hương này, đó là mùi hương mà vài năm qua hắn cực kỳ say mê. Lúc này hắn nghĩ đến tình huống Tần Hồng Cẩm bị người ta đưa đi, chút cảm giác mê mẩn trong mắt chợt lóe lên rồi tan biến. Giám đốc Tần xảy ra chuyện,
lúc này công ty rơi vào giai đoạn khó khăn. Nhưng tôi nói cho mọi người biết, những vấn đề này sẽ nhanh chóng được giải quyết. Tôi có thể nhận trách nhiệm nói với mọi người, anh và cả anh, tất cả nhân viên của tập đoàn Quân Thành đều là nhân tài hiếm có. Công ty luôn có một nguyên tắc đối đãi thế này, đó là coi trọng nhân tài, sẽ coi đó như tài phú của công ty trong tương lai. Điều này tôi tin mọi người cũng đã biết được. Bây giờ là lúc tập đoàn Quân Thành gặp phải khó khăn, tôi yêu cầu mọi người giữ vững cương vị công tác của mình, cùng chung hoạn nạn với tập đoàn, sau đó tập đoàn sẽ không bao giờ bạc đãi mọi người. Vương Tử Quân tuy nói không quá lớn nhưng một cảm giác uy nghiêm nồng nặc bao phủ khắp chung quanh. Vương Tử Quân là một vị phó bí thư chủ trì công tác của tỉnh đoàn Sơn Nam, hắn vô tình chưa phát hiện ra mình đã tự dưỡng nên một uy thế riêng, dưới uy thế của hắn thì đám cán bộ cấp cục đều phải nơm nớp lo sợ, đừng nói là đám nhân viên cao tầng của tập đoàn Quân Thành. Lúc này trong tay Trương Hiểu Mai có đầy đủ tài liệu để chứng thực thân phận của Vương Tử Quân, những thứ này đều là trước kia Tề Chính Hồng giao cho nàng. Trước khi nghênh đón Vương Tử Quân thì nàng đã chuẩn bị xong những thứ này. Bất cứ lúc nào cũng sẽ hỗ trợ Vương Tử Quân tiếp quản tập đoàn. Nhưng lúc này nàng được thấy biểu hiện và tư thái của Vương Tử Quân, nàng chợt cảm thấy trước đó hình như là mình đang lo lắng suông. Vương Tử Quân cũng không nói quá nhiều, sau hơn 20 phút thì trong phòng họp chỉ còn lại hai người Trương Hiểu Mai và Lý Duyệt Long. Anh Lý, cũng đã lâu rồi không gặp, anh thích ứng với khí hậu phương Nam chứ? Vương Tử Quân nghiêm túc đưa một điếu thuốc cho Lý Duyệt Long, sau đó tươi cười nói. Lý Duyệt Long nhận lấy điếu thuốc của Vương Tử Quân, hắn lặng lẽ đốt thuốc rồi nói. Tử Quân, tôi thật sự không làm tốt chức trách, đã làm cho giám đốc Tần chịu uất ức. Vương Tử Quân khoát tay áo nói. Đây cũng không phải là lỗi của anh, thật sự có một nhóm người giáp tâm hãi hại mà thôi. Tử Quân, chuyện này có nên cùng thương lượng với Tần gia một chút không? Lý Duyệt Long là người được Vương Tử Quân sắp xếp đến bảo vệ Tần Hồng Cẩm, tất nhiên hắn sẽ hiểu được nhiều tình huống bên trong. Hắn biết rõ người gây chuyện với Tần Hồng Cẩm có địa vị gì ở Việt thị này. Chưa nói đến những thứ gì khác, người ta chỉ cần nói một câu đã có thể kích động ban ngành chức năng biến một tập đoàn trước nay luôn kinh doanh theo đúng pháp luật rơi vào tình huống như lúc này, quyền thế của đối phương là như thế nào thì thật sự có thể thấy rõ ràng. Vương Tử Quân khẽ gật đầu nói. Tất nhiên sẽ thương lượng với Tần lão gia tử, nhưng trước khi thương lượng thì, anh Lý, anh giúp tôi sưu tập tất cả tư liệu về tiền trường thắng của tập đoàn Nam Long và Triệu Bình Xuyên. Giám đốc Tần đã sưu tầm sẵn những tư liệu kia rồi, tôi đã sớm chuẩn bị sẵn, 3 giờ tôi sẽ đưa đến cho anh. Câu trả lời của Lý Duyệt Long làm cho Vương Tử Quân thả lỏng một chút, nếu như phải sưu tầm như vậy sẽ mất chút thời gian, nhưng Tần Hồng Cẩm đã sớm sưu tầm, lại làm cho hắn lược bỏ đi nhiều chuyện phát sinh. Giám đốc, nơi đây cũng không phải là phòng làm việc, anh xem chúng ta có nên đổi chỗ không? Trương Hiểu Mai thấy Lý Duyệt Long rời đi thì khẽ xin chỉ thị của Vương Tử Quân. Vương Tử Quân khẽ gật đầu rồi cùng Trương Hiểu Mai rời khỏi phòng họp, đi vào phòng tổng giám đốc của Tần Hồng Cẩm. Gian phòng này rộng hơn 50 mét vuông, các thiết bị được lắp đặt nơi đây có màu xanh nhạt. Nhưng điều là cho Vương Tử Quân cảm thấy say mê phòng làm việc này chính là khí thức của Tần Hồng Cẩm còn được giữ lại, hơn nữa trên mặt bàn còn có một quyển album ảnh. Tuy album này có vẻ hơi cũ nhưng được bảo tồn rất hoàn hảo, rõ ràng chủ nhân của gian phòng đã đặt không ít tâm tư vào nó. Tấm ảnh bìa của album là Tần Hồng Cẩm mềm mại trắng nõn như ngọc, người đàn ông ở bên cạnh nàng lại có gương mặt với nụ cười nhạt, nhìn trên tấm ảnh có chút dấu vết hơi mờ mà Vương Tử Quân chợt cảm thấy trái tim của mình có chút run rẩy. Cho đến nay người phụ nữ mà Vương Tử Quân yêu mến đều cố gắng bày tỏ vẻ mặt kiên cường lạc quan của mình, lại cực kỳ vui sướng và thoải mái. Dù hắn biết Tần Hồng Cẩm cũng không dễ dàng gì thế nhưng khi nhìn tấm ảnh này thì hắn giống như hiểu được nỗi đau trong lòng nàng. Cũng hiểu được cảm giác đau thương si tình của nàng. Đây là tấm hình mà hai người chụp chung với nhau, hắn nhìn vào và thấy từng ánh mắt, nụ cười, từng biểu hiện trên gương mặt của nàng giống như tan ra một chỗ, nàng thật sự đang rất hạnh phúc. Có lẽ những lúc cô độc trong đêm khuya thì những tấm ảnh thế này sẽ là cực kỳ quý giá với Tần Hồng Cẩm, sẽ giống như một người vớ được một cây cọc trong cơn lũ lớn, cũng có lẽ là một chiếc thuyền giúp người vượt qua cơn bão tố, nó chính là một vật phẩm có thể cứu mạng nàng trong lúc khó khăn. Quá ngốc. Vương Tử Quân lật qua xem xét từng bức ảnh mà khẽ lẩm bẩm. Nổi nhớ ra giết. Những chữ mềm mại hiện ra trên bao da của album ảnh, Vương Tử Quân nhìn mà cảm thấy trái tim như bóp lại thật chặt. Hồng Cẩm. Vương Tử Quân khẽ thì thào, ánh mắt có hơi ướt, lúc này hắn chợt nổi giận, giống như có một ngọn lửa hừng hực đang thiêu đốt trái tim hắn. Dù là ai,
Vương Tử Quân này cũng phải cho đối phương trả một cái giá đắt. Vương Tử Quân siết chặt nắm đấm, hắn càng thêm quyết tâm hơn. Giám đốc Vương, đây là tài liệu anh muốn xem. Lý Duyệt Long đi vào phòng làm việc của Tần Hồng Cẩm, hắn đặt một xấp tài liệu dày trước mặt Vương Tử Quân. Sau đó Vương Tử Quân gật đầu, nói hai câu với Lý Duyệt Long, bắt đầu xem xét xấp tài liệu dày đặc trước mặt. Lý Duyệt Long vì thu thập những tài liệu kia mà thật sự hao tổn nhiều công sức, hắn ghi lại rất kỹ càng, thậm chí nhiều chỗ còn có chứng cứ thật sự. Nhưng những thứ như vậy căn bản không thể làm tổn thương đến Tiền Trường Thắng, dù sao thì bên trên người này còn có Triệu Tứ Quân và Triệu Bình Xuyên, nếu đi theo con đường chính quy sẽ căn bản không làm gì được đối phương. Vương Tử Quân lẳng lặng đốt thuốc, trong lòng hắn lúc này liên tục xuất hiện tư liệu về Tiền Trường Thắng. Vài năm trước tập đoàn của Tiền Trường Thắng còn chưa thể gọi là tập đoàn Nam Long, chỉ gọi là công ty Nam Long mà thôi, cũng chỉ là một tồn tại không lớn không nhỏ ở Việt Thị. Nhưng khi Triệu Tứ Quân tiến lên nắm quyền ở Việt Thị, tập đoàn Nam Long giống như trở nên bừng bừng sức sống, nhanh chóng bành trướng. Đặc biệt là sau khi nhà máy cơ giới của Quốc Doanh về trong tay của tập đoàn Nam Long, càng làm cho quy mô phát triển của tập đoàn thêm hùng mạnh. Vương Tử Quân vô thức gõ ngón tay lên mặt bàn. Dù những tài liệu này giới thiệu không quá tường tận nhưng Vương Tử Quân vẫn sinh ra một loại dự cảm, đó chính là trong sự việc này phải có ai biết thứ gì đó. Hơn 5.000 công nhân viên chức bị cho nghỉ việc mà không có chút sắp xếp nào khác, nhà xưởng sau khi được gây dựng lại thì tách khỏi tập đoàn Nam Long, nợ nần thuộc về nhà máy, tất cả những tài sản còn tốt đều không cánh mà bay. Anh Lý, bây giờ có phải vẫn còn có người tố cáo về sự kiện này nữa không? Vương Tử Quân trầm ngâm một lúc rồi ngẩng đầu lên hỏi Lý Duyệt Long. Có người tố cáo, nhưng tố cáo thì thế nào? Dù cho bọn họ có báo lên tỉnh thì cuối cùng cũng có chỉ thị cho người thành phố Việt Thị xử lý. Nghe nói có một người tố cáo mạnh mẽ nhất đã bị ngã gãy xương cột sống một cách khó hiểu. Lý Duyệt Long thật sự rất quen thuộc những chuyện liên quan đến sự việc này, hắn cũng không cần suy tư mà trầm giọng nói. Điều này, anh Lý, anh đi đến tìm người kia cho tôi, nói rằng tôi muốn gặp anh ta. Vương Tử Quân đứng lên khỏi ghế rồi nói với Lý Duyệt Long. Tập đoàn Nam Long kia dễ bị lật thuyền như vậy sao? Điều này rõ ràng là không. Lý Duyệt Long tuy phần lớn thời gian đều công tác trong quân đội, nhưng điều này cũng không nói rằng hắn không biết tình thế ở bên ngoài. Hắn đã công tác ở tập đoàn quân thành được 2 năm, hắn cũng đã kiến thức được sự tàn khốc của xã hội bên ngoài. Tuy Lý Duyệt Long không tin nhưng vẫn phải làm theo lời của Vương Tử Quân, thậm chí Vương Tử Quân nói gì phải nghe nấy. Hắn lên tiếng đồng ý rồi nhanh chóng rời khỏi phòng làm việc của Tần Hồng Cẩm. Giám đốc Vương, không tốt rồi, người của Cục Công Thương muốn niêm phong trung tâm thương mại của chúng ta ở Thành Tây. Trương Hiểu Mai vội vàng từ bên ngoài chạy vào, nàng dùng giọng kinh hoàng nói với Vương Tử Quân. Trung tâm thương mại ở Thành Tây là một trong những trung tâm quan trọng bậc nhất của tập đoàn Quân Thành ở thành phố Việt Thị. Nếu trung tâm bị đóng cửa thì dù là liên quan đến kinh tế hay danh dự cũng là một tổn thất không thể nào đền bù được với tập đoàn Quân Thành. Vương Tử Quân vung vẫy cây bút trong tay, hắn dùng giọng bình tĩnh nói. Bọn họ muốn niêm phong trung tâm thương mại của chúng ta thì cũng phải có một lý do chứ. Có người tố cáo trung tâm của chúng ta bán hàng giả, hàng kém chất lượng, người của Cục Công Thương muốn lập án điều tra. Trương Hiểu Mai nói đến đây thì tỏ ra cực kỳ tức giận. Giám đốc! Tập đoàn Quân Thành chúng ta từ khâu nhập hàng đến sản xuất đều được xem xét nghiêm khắc và thông qua dây chuyền hiện đại, đừng nói là có hàng giả, dù là hàng kém chất lượng cũng không bao giờ có. Điều này tôi biết rất rõ. Vương Tử Quân đứng lên nói. Người ta rõ ràng muốn ép tội cho chúng ta, cô gọi điện thoại cho giám đốc trung tâm thương mại, để cho bọn họ phối hợp công tác với người của Cục Công Thương, đồng thời chúng ta cũng đến hiện trường xem xét. Trương Hiểu Mai tuy không rõ vị giám đốc Vương Tử Quân này có ý gì, thế nhưng trong lòng vẫn rất tín nhiệm với hắn. Nàng cố gắng áp chế nghi vấn trong lòng, sau đó gọi điện thoại cho giám đốc trung tâm thương mại, sau đó cùng Vương Tử Quân rời khỏi cao ốc Quân Thành. Nếu so với thành phố Sơn Viên thì Việt Thị náo nhiệt hơn rất nhiều, người đi đường và xe cộ qua lại thật sự rất náo nhiệt. Thành Tây của thành phố Việt Thị là một khu vực phồn hoa, khi nhóm Vương Tử Quân ngồi xe đến trung tâm thương mại thì lúc này nơi đây đã có đầy người, có hơn 1.000 người vây quanh để xem náo nhiệt. Xe của Cục Công Thương xếp thành một hàng dài, vài nhân viên chấp pháp đang cầm lấy những tờ giấy niêm phong dán lên cổng của trung tâm thương mại. Không ngờ siêu thị Quân Thành lại bán những món hàng như vậy, xem ra bây giờ không còn thứ gì là thật. Còn bà nó, sau này mua thức ăn cũng không dám lựa chọn những nhãn hiệu lớn nữa. Tôi không tin siêu thị Quân Thành lại bán hàng giả,
năm ngoái tôi mua một chiếc tivi ở đây, có người nói nó là hàng giả, tôi đã đi kiểm tra, là hàng thật 100%. Anh cũng đứng nói như vậy, anh cũng không thể nào đại biểu cho số đông, nếu tập đoàn Quân Thành không bán hàng giả, siêu thị Quân Thành không phân phối hàng giả, như vậy sẽ bị niêm phong sao? Những tiếng nghị luận từ bốn phía truyền vào trong tai Vương Tử Quân, khi những tiếng nghị luận kia ngày càng rộn rã thì người vừa mở miệng khen ngợi hàng của tập đoàn Quân Thành đã nhanh chóng biến thành đối tượng chút giận của số đông. Vì phần lớn mọi người ngày nào cũng ra vào siêu thị Quân Thành, đều bỏ ra nhiều tiền để mua sắm sản phẩm, nếu ngay cả một siêu thị lớn như Quân Thành còn bán hàng giả, nhân dân sẽ phải tin vào đâu. Có một bà lão đứng trong đám người đang vây quanh bên ngoài, khi mọi người nghị luận ồn ào về siêu thị Quân Thành thì bà vẫn đứng lặng yên không lên tiếng. Bà quá quen thuộc với siêu thị này, mỗi ngày bà đều đi đến mua đồ, cũng không ngờ người ta lại buôn bán vô lương tâm như vậy. Lúc này có người khẽ nhét một cục gạch vào tay bà. Cụ, dùng đá ném vỡ cửa kính của bọn họ, ai bảo bọn họ dám lừa gạt chúng ta chứ? Bà lão nói, tấm kính kia vừa lớn vừa đẹp, tôi ném vỡ thì cảnh sát không bắt sao? Tên đàn ông đứng bên cạnh lên tiếng cổ vũ. Không sao cả, bà đã lớn tuổi, cảnh sát cũng không bắt được. Thế là bà lão chợt phấn chấn tinh thần, sau đó run rẩy đi lên dùng đá ném vào cửa kính của siêu thị Quân Thành. Một bà lão hơn 80 thì có bao nhiêu sức lực để ra tay. Nhưng một tiếng, xoảng, vang lên, cửa tủ của tập đoàn Quân Thành vẫn vỡ nát, cực kỳ bừa bộn. Đám người chợt hét lên kinh hãi, sau đó lại trở nên yên ắng. Con của bà lão cũng là một phụ nữ trung niên tóc hoa râm đang kinh hoàng chạy ra kéo lấy mẹ mình, nhưng bà lão vẫn mỉm cười vì phát hiện cảnh sát không làm gì mình, thế cho nên cảm thấy hả giận mà nở nụ cười đắc ý. Đột nhiên có vài tên đàn ông từ trong đám người đi ra, cầm đầu là một tên đàn ông mặc áo thun ngắn tay, một hình xăm con bọ cạp lộ rõ trên cánh tay. Con bà nó, ông hôm nay mua một cái máy giặt ở chỗ này nhưng về nhà lại không hoạt động, bây giờ ông đến đập nát quán, bắt nó phải bồi thường cho ông. Tên kia vừa nói vừa cầm đá ném vào tủ kính, thế là một tiếng xoảng khá lớn vang lên, tủ kính lại vỡ nát. Chương 418, ném đá nổi tiếng. Lúc này tâm tình của thị dân chợt tăng vọt, bọn họ thật sự rất căm hận hành vi bán hàng giả của siêu thị Quân Thành. Sau khi cửa tủ kính bị ném vỡ, lửa giận trong lòng đám người đã bùng lên mạnh mẽ, thế mà trước nay dân chúng đặt hết niềm tin vào siêu thị này, thật sự thiên lý khó chứa. Sau khi tĩnh lặng một lát thì thị dân chợt cười lớn, cảm giác e ngại của bọn họ chợt bị quét sạch, đó là nụ cười tự nhận rằng pháp luật không trách số đông. Tất cả mọi người đều cho rằng lỗi thuộc về phía siêu thị Quân Thành, nếu không thì sao Cục Công Thương lại chạy đến đây niêm phong. Đám người của siêu thị Quân Thành sao không dám nói tiếng nào. Đám người này đều là những nhà tư bản lớn, chắc chắn phải mạnh hơn dân chúng bình thường không biết bao nhiêu lần. Chỉ cần nghĩ như vậy thì dân chúng chợt lớn gan, dù sao thì siêu thị này cũng làm chuyện trái lương tâm, đối phương đang rất chột dạ, tại sao mình phải sợ. Vì vậy có một thị dân vốc lên một nắm bùn đất ném về phía trước, bùn trúng bảng hiệu của siêu thị Quân Thành, tạo nên một vệt bẩn dài trên bảng hiệu đang lóe sáng, điều này làm cho nhân dân chung quanh cười vang. Đồng thời cũng có nhiều người thêm lớn gan, thế là rất nhiều bùn đất, đá cuội, rau dưa, khúc gỗ, bình nhựa. Tất cả đều có thể trở thành những món vũ khí thuận tay để người dân ném về phía siêu thị Quân Thành, giống như một cơn mưa vậy. Có một học sinh thậm chí còn hưng phấn ném cả cặp của mình, nhưng sau đó nghĩ lại và chạy vào lấy ra lại. Đám thanh niên đứng bên ngoài cũng phóng vào theo chân đám lưu manh, bọn họ lớn tiếng hô hào đập phá, thật sự rất loạn. Trương Hiểu Mai thấy tình cảnh hỗn loạn như vậy thì không khỏi cảm thấy uất ức muốn rơi nước mắt, nàng tất nhiên không thể đứng ra vào đúng thời điểm quần chúng đang căm phẫn như thế này. Cũng không dám giải thích. Tập đoàn Quân Thành sở dĩ không lên tiếng, không biểu hiện thái độ cũng không phải là chột dạ à nhu nhược mà có tồn tại một nguyên nhân khác. Lúc này nàng cảm thấy cực kỳ uất ức, nàng dùng ánh mắt tràn đầy sợ hãi nhìn Vương Tử Quân. Giám đốc Vương, chúng ta nên làm gì bây giờ? Vương Tử Quân siết chặt bàn tay, hắn thản nhiên nói. Không nên nhìn bảng quảng cáo mà chỉ nên xem hiệu quả điều trị, bọn họ muốn phá thì cứ cho phá. Sự việc càng dùm beng thì sẽ càng có tác dụng quảng cáo cho tập đoàn Quân Thành, còn tổn thất, sau này chúng ta bắt bọn họ phải bồi thường gấp đôi. Khi Vương Tử Quân lên tiếng thì một chiếc xe săn tin chạy đến, trên xe là các vị phóng viên của đài truyền hình tỉnh Quảng Đông. Các vị phóng viên nhanh chóng xuống xe chụp ảnh quay phim, còn làm chương trình trực tiếp, nữ phóng viên đứng cách Vương Tử Quân không quá xa, vì vậy hắn có thể nghe thấy rõ ràng những lời nói của nàng. Thưa các vị!
bây giờ tôi đang ở khu trung tâm thương mại của tập đoàn Quân Thành ở Thành Tây, lúc này siêu thị Quân Thành đang bị các ban ngành chức năng niêm phong vì sản xuất hàng giả hàng kém chất lượng. Hiện tại quần chúng đang phẫn nộ mất đi khả năng khống chế, bắt đầu dùng đất đá phát tiết cảm giác căm hận của mình. Thưa các bạn nghe đài, đây rõ ràng là một hành vi làm quần chúng nổi giận của siêu thị Quân Thành, lúc này vụ án đang được Cục Công Thương tiếp nhận điều tra, chúng ta và nhân dân thành phố Việt Thị cùng chờ mong kết quả cuối cùng. Nữ phóng viên nói rất rõ ràng, lại không nhắc đến bất kỳ biện pháp trừng phạt của pháp luật với những kẻ đang phá hoại như vậy, lại đẩy siêu thị Quân Thành lên đầu sóng ngọn gió. Bầu không khí là rất tốt, Vương Tử Quân biết tin tức về siêu thị Quân Thành sẽ nhanh chóng bùng phát, sẽ chỉ mất 1-2 ngày mà nổi tiếng, sẽ đọng bên miệng cả triệu người dân thành phố Việt Thị, người người cùng mở miệng mắng, thật sự rất có hiệu ứng. Bọn họ là phóng viên của đài truyền hình tỉnh, sao lại ăn nói vô trách nhiệm như vậy? Trương Hiểu Mai đẩy cửa xe muốn đi xuống lại bị Vương Tử Quân giữ lại, Vương Tử Quân nhìn nữ phóng viên kia rồi mở miệng trầm giọng nói. Bọn họ muốn đưa tin thế nào thì mặc kệ, chúng ta đi thôi. Lái xe lúc này cũng thật sự không nhịn được, sau khi nghe Vương Tử Quân nói phải đi thì vội vàng bẻ tay lái chuẩn bị chạy đi. Khi xe vừa quay đầu thì một chiếc Porsche thể thao chạy đến cản ngay trước mặt. Ôi, đây không phải là cậu Vương sao? Cậu cũng đến xem náo nhiệt à? Thế nào? Cậu thấy anh đạo diễn vở kịch này thế nào, đồ sộ không? Đẹp không? Từ trong cửa sổ chiếc Porsche hiện ra gương mặt Triệu Bình Xuyên, hắn vừa cầm máy quay trong tay vừa cười ha hả nói. À, những gì nên làm cũng phải làm cho chót. Vương Tử Quân cũng không nổi giận, hắn dùng ánh mắt nhàn nhạt nhìn TBS, sau đó khẽ cười nói. Nhưng này Triệu thiếu gia, đám diễn viên của anh hành động quá kém, đây chỉ là những trò mèo dành cho đám con nít mà thôi. Người thông minh sẽ không cần như vậy. Ha ha ha, các người có thể làm thế nào được? Cậu Vương, cậu chẳng phải đã nhìn rõ rồi sao? Chẳng phải đã biết được tất cả sao? Nhưng như vậy thì thế nào? Không phải cũng chỉ trơ mắt đứng nhìn à? Đúng rồi, tôi cũng không có thời gian nói nhảm với cậu. Một cuốn phim tốt thế này phải mang về cho người phụ nữ cố chấp kia xem mới được. Triệu Bình Xuyên vừa nói vừa đóng cửa, chiếc Porsche nhanh chóng rời khỏi hiện trường như tia chớp. Vương Tử Quân dùng ánh mắt bình tĩnh nhìn Triệu Bình Xuyên rời đi, lại tỏ ý cho lái xe chạy đi. Khi hắn vung tay lên thì điện thoại chợt đổ chuông, hắn nghe máy, trên mặt chợt lộ ra nụ cười nhạt. Nếu các người đã muốn chơi lớn, như vậy chúng ta sẽ cùng nhau chơi lớn. Vương Tử Quân đặt điện thoại xuống, giọng nói càng thêm bình tĩnh. Mặt trời giữa trưa ở thành phố Việt Thị lên cao quá đầu, bầu không khí náo nhiệt ở một thành phố phát triển cũng không còn, không khí nóng hừng hực, không gian tiêu điều. Vương Tử Quân ngồi trong một tòa cao ốc không quá cao, hắn dùng ánh mắt bao quát nhìn khu văn phòng thị ủy thành phố Việt Thị, sau lưng hắn là nhóm người Lý Duyệt Long và Trương Hiểu Mai. Lúc này trong phòng ngoài tiếng máy điều hòa thì căn bản không còn âm thanh gì khác, tĩnh lặng đến mức đáng sợ. Đã đến đúng thời điểm. Vương Tử Quân đang trầm ngâm chợt quay đầu lại dùng giọng nhàn nhạt nói với Lý Duyệt Long. Lý Duyệt Long là một người được Vương Tử Quân tín nhiệm nhất, sau khi nghe được câu hỏi của Vương Tử Quân thì gật đầu nói. Hẳn là đã đến. Ừ. Vương Tử Quân khẽ gật đầu rồi nói tiếp. Cho người của chúng ta chuẩn bị sẵn sàng, đợi bên kia xông lên thì chúng ta cũng phải biểu hiện một phen. Lý Duyệt Long lên tiếng đồng ý, sau đó hắn nhanh chóng bước ra khỏi phòng làm việc. Hắn là một người chấp hành kế hoạch của Vương Tử Quân, lúc này hắn nhìn người thanh niên trước mặt mà trong mắt có thêm chút kính sợ từ tận đáy lòng. Nếu so sánh với Lý Duyệt Long thì Trương Hiểu Mai thật sự hiểu không nhiều. Nhưng nàng cũng là thư ký vài năm của Tần Hồng Cẩm, nàng hiểu có nhiều thứ thủ trưởng không cần nói thì thư ký cũng không nên chủ động lắng nghe. Vì thế lúc này dù nàng thật sự có rất nhiều ngờ vực vô căn cứ, thế nhưng nàng vẫn kiên trì không mở miệng hỏi. Tiểu Trương, cô chuẩn bị chút thức ăn, hôm nay mọi người vất vả một ngày, chúng ta cũng nên nghỉ ngơi một lát. Vương Tử Quân cười cười với Cục Thương mại, sau đó hắn trầm giọng phân phó. Tôi sẽ đi sắp xếp. Trương Hiểu Mai cầm lấy điện thoại gọi cho nhà hàng, lại khẽ nói vài câu sắp xếp. Sau đó nàng ngẩng đầu nhìn về phía Vương Tử Quân đang trú tâm khu văn phòng thị ủy Việt Thị. Giám đốc Vương. Trương Hiểu Mai định lên tiếng thì bị Vương Tử Quân khoát tay dừng lại, tỏ ý không cần nói. Trương Hiểu Mai thật sự kinh ngạc, thế là không khỏi nhìn xuống bên dưới, đúng lúc thấy một hàng người thật dài từ phía bên kia đi tới. Chúng tôi muốn có cơm ăn, chúng tôi muốn có việc làm. Những dòng chữ đen trên biểu ngữ trắng thật sự rất bắt mắt dưới ánh sáng mặt trời, khi đội ngũ kia chậm rãi tiến lên thì bắt đầu hô lên những khẩu hiệu vang trời.
điều tra triệt để phương án cải tổ nhà máy cơ giới, không thể buông tha cho phần tử tha hóa biến chất. Một tiếng hét lớn vang lên, tuy đám người kia ở cách khá xa nhưng vẫn lọt vào trong tai của Trương Hiểu Mai. Trương Hiểu Mai cũng biết Phương Tử Quân là người chuẩn bị những sự kiện này, nhưng lúc này tình huống xuất hiện càng làm cho Trương Hiểu Mai cảm thấy không ngờ. Hắn vì sao có thể kích động được nhóm công nhân kia đến biểu tình ở trước cổng thị ủy? Trương Hiểu Mai cảm thấy Vương Tử Quân nhất định là người thúc đẩy sự kiện kêu oan tập thể như thế này, nhưng nông nghiệp cũng thật sự không hiểu rõ nó có liên quan gì đến tập đoàn Quân Thành. Trả lại mồ hôi và máu cho chúng tôi, trả lại chúng tôi công ăn việc làm. Nghiêm trị Tiền Trường Thắng, nghiêm trị đám quan viên thao tác làm loạn. Những tiếng hô khẩu hiệu càng thêm vang dội, lúc này cổng thị ủy đã bị đám người kia vây quanh, vài ngàn công nhân cùng lên tiếng và đứng chen chúc đã vây quanh và chắn tất cả đường ra. Giám đốc Phương, vì sao có nhiều công nhân như vậy? Trương Hiểu Mai tuy cố gắng ẩn nhẫn nhưng vẫn phải mở miệng hỏi. Vương Tử Quân nhìn đám người như thủy triều ở bên dưới, lại khẽ dùng tay gõ lên bệ cửa sổ làm bằng đá, hắn thản nhiên nói. Trưa nay có một công nhân vì con trong nhà nhiều ngày chưa được ăn thịt, chính mình lại không có tiền mua, thế là ma xui quỷ khiến thế nào lại chạy ra chợ ăn trộm, nhưng không may lại bị ông chủ quầy bắt được. Sau khi biết rõ nguyên nhân thì ông chủ quầy thịt chủ động cho anh ta một miếng thịt, thế là vị công nhân kia về nhà nấu lên cho con ăn, chính mình lại uống thuốc trừ sâu tự sát. Trương Hiểu Mai nghe được âm thanh của Vương Tử Quân mà toàn thân run lên, nhưng lúc này nàng cũng thật sự rất hồ đồ, cả ngày nàng đi theo hắn, vì sao hắn lại biết một sự kiện như vậy chứ? Viên công nhân kia thế nào rồi? Giọng điệu của Trương Hiểu Mai có chút run rẩy. Vì anh ta mua phải thuốc trừ sâu giỏm nên đưa đến bệnh viện và được cứu sống, nhưng đám công nhân đã nửa năm chưa được phát lương bắt đầu phẫn nộ, càng có nhiều người tụ tập lại, thế cho nên mới xuất hiện tình huống vào lúc này. Vậy thì tốt quá, không ngờ trùng hợp như vậy. Trương Hiểu Mai thở dài một hơi, nàng lấy tay đè lên ngực, lại khẽ nói. Vương Tử Quân nhìn thoáng qua Trương Hiểu Mai mà không nói gì. Nhưng Trương Hiểu Mai cảm khái xong lại giống như ý thức được điều gì đó. Nàng nhìn chằm chằm vào Vương Tử Quân, một lúc lâu sau cũng không nói lời nào. Chuyện này phải có người đạo diễn, nếu không sao lại trùng hợp như vậy. Vương Tử Quân cũng không che giấu Trương Hiểu Mai, hắn khẽ chỉ về phía đám bảo vệ khu văn phòng thị ủy đang ngăn cản công nhân tiến vào rồi khẽ nói. Tất cả mới chỉ là bắt đầu mà thôi. Chỉ mới là bắt đầu. Trương Hiểu Mai nhìn tình huống lộn xộn trước mắt mà trái tim như treo lên giữa không trung. Chỉ dựa vào một sự kiện kêu oan thế này có thể cứu được giám đốc Tần ra sao? Khu văn phòng thị ủy thật sự có tốc độ xử lý rất nhanh, chỉ sau 10 phút đã có một quan viên chạy ra. Người này cầm loa kêu gọi công nhân trật tự, đám lãnh đạo của nhà máy cơ giới cũng đã kịp thời chạy đến cổng thị ủy. Thưa các công nhân, lãnh đạo thị ủy rất đau lòng khi sự việc như vậy phát sinh, vừa rồi lãnh đạo đã tổ chức họp khẩn cấp, đang cho ra một phương án, sẽ vay tiền phát lương cho mọi người, vì vậy mọi người cứ yên tâm. Tôi đảm bảo. Tên quan viên kia đang nói thì một người đàn ông hơn 40 tuổi đi ra, hắn dùng ánh mắt tức giận nhìn đám công nhân, sau đó lớn tiếng hô hào. Các người muốn làm gì? Dù là ai cũng không muốn sự kiện giống như Trần Nhị Phát xảy ra, các người muốn giải quyết vấn đề thì có thể tìm tôi không có năng lực giải quyết thế nhưng lại có thể trực tiếp phản ánh với lãnh đạo. Các anh kéo đến đây vây quanh khu văn phòng thị ủy, rõ ràng là muốn gây rối, căn bản không phải đến vì giải quyết vấn đề. Người đàn ông kia rõ ràng phải là một trong những lãnh đạo nhà máy cơ giới, lực ảnh hưởng rất sâu và rộng, hắn vừa lên tiếng thì đám công nhân đang ồn ào chợt yên tĩnh trở lại. Cứ như vậy là xong sao? Trương Hiểu Mai quay đầu dùng ánh mắt nghi ngờ nhìn Vương Tử Quân. Vương Tử Quân khẽ gật đầu với Trương Hiểu Mai, hắn cũng không nói lời nào, thế nhưng trong mắt lại lóe lên cái nhìn kiên quyết. Đừng nghe những lời nói bậy của Trác Thao Phương. Nhà máy của chúng ta sở dĩ rơi vào tình huống hôm nay cũng là vì một mình tên khốn này tạo ra. Hắn cấu kết trong ngoài với Tiền Trường Thắng của tập đoàn Nam Long, chuyển tất cả tài sản của nhà máy cho tập đoàn Nam Long, hắn chính là kẻ phá hoại, đây là căn cứ chính xác của hành vi bán đứng nhà máy do hắn gây ra. Khi mọi người cho rằng gió lốc sắp ngừng thì một người đàn ông đeo kính từ trong đám người đi ra, trong tay hắn cũng là một chiếc loa, hắn lớn tiếng hô hào với công nhân khắp bốn phía. Các vị! Tôi là kế toán trưởng của nhà máy, tôi thật sự xin lỗi mọi người, xin lỗi Trần Nhị Phát, nếu tôi có dũng khí vạch trần sự việc này từ sớm thì Trần Nhị Phát sẽ không bao giờ rơi vào tình huống như vậy. Tôi thật sự cảm thấy rất hối hận, thật sự là lương tâm bất an, đây chính là tài liệu về những hành vi bán đứng nhà máy của Trác Thao Phương,
các vị đến mà xem. Người đàn ông kia lên tiếng, sau đó ném những phần tư liệu mỏng vào trong đám công nhân. Trong lúc hắn phân phát tư liệu, cũng có hơn 10 công nhân khác đang cầm những bản tư liệu như vậy đi phân phát cho mọi người. Chương 419, cơ thể khỏe mạnh nhưng tư tưởng dơ bẩn. Biến hóa đột nhiên làm cho ai cũng ngây người, ai cũng không ngờ sự việc lại phát triển theo xu hướng phim truyền hình như vậy. Dù bọn họ không biết trong những bản tư liệu kia có thứ gì nhưng cũng phải nhận lấy để xem xét. Lúc này dù là Trác Thao Phương vừa rồi lớn tiếng hô hào cũng ngây cả người khi người đàn ông đeo kính bên kia chợt xuất hiện. Thế cục càng lúc càng mất kiểm soát, tiếng chửi bới vang lên ngập trời. Đám công nhân vốn cảm thấy cực kỳ tức giận vì cuộc sống ngày càng sa sút và không nhận được tiền lương, bây giờ biết rõ tài sản tập thể bị người ta nuốt mất, thế là chẳng còn gì ngoài cảm giác phẫn nộ. Lúc này bọn họ trợn mắt nhìn Trác Thao Phương, hận không thể kéo tên kia ra nuốt chừng. Đánh chết thằng chó ăn cây táo rào cây sung kia đi. Một tiếng thét như sấm vang lên trong đám người, rất nhiều người phóng về phía trước. Lúc này Trác Thao Phương đang sợ trắng mặt đột nhiên trở nên cực kỳ linh hoạt, hắn nhanh chóng xoay người chạy vào khu văn phòng thị ủy. Đám nhân viên bảo vệ cổng thị ủy thấy công nhân nổi điên và phóng lên mãnh liệt như vậy thì tỏ ra cực kỳ căng thẳng, khi bọn họ vừa có ý nghĩ tạo nên bức tường người để cản công nhân tiến vào trong, chợt nghe nhóm người hô hào. Trác Thao Phương chỉ là một tên đồng lõa, chính thức ăn chặn mồ hôi nước mắt của chúng ta chính là tập đoàn Nam Long, đi, chúng ta đi tìm bọn họ. Đi tìm bọn họ, bắt bọn họ phải nhổ tiền đã ăn ra, bắt bọn họ phải trả tiền cho chúng ta. Đúng, đi tìm bọn họ, nhất quyết không cho đám khốn nạn kia sống yên ổn. Đám công nhân tuy cực kỳ phẫn nộ nhưng dù sao cũng rất sợ hãi chính quyền, thật sự không dám xông vào bên trong khu nhà thị ủy. Nhưng bọn họ tất nhiên sẽ không tỏ ra băn khoăn với đám thương nhân làm hại chính mình. Khi tiếng hô kia vang lên thì rất nhiều công nhân nhanh chân chạy về phía tòa nhà văn phòng của tập đoàn Nam Long. Tiền Trường Thắng đang ngồi uống rượu cùng Triệu Bình Xuyên trong phòng, khi tập đoàn Nam Long liên tục khuếch trương thì Tiền Trường Thắng mở một nhà hàng nhỏ của mình trong tòa nhà tổng bộ. Trong nhà hàng này thứ gì cũng có, đầy đủ mọi thứ, chỉ là những vị khách có thân phận đặc thù mới có tư cách đi vào nhà hàng nhỏ này. Trong nhà hàng rộng hơn 100 mét vuông, Tiền Trường Thắng cũng không cho nhân viên phục vụ vào đây, hắn tự mình rót rượu cho Triệu Bình Xuyên rồi nâng ly nói. Triệu thiếu gia, tôi mời cậu một ly, chúc cậu tiến thêm một bước dài. Ha ha ha, anh Tiền, phải là hai người chúng ta cùng tiến một bước dài. Bây giờ tập đoàn Quân Thành đã có 5 trung tâm thương mại bị niêm phong, Tần Hồng Cẩm căn bản chỉ là cố gắng cứng miệng mà thôi, có lẽ sẽ không chống đỡ được bao lâu nữa. Triệu Bình Xuyên nâng ly rượu cùng với Tiền Trường Thắng, sau đó trên mặt lộ ra nụ cười rất tươi. Tiền Trường Thắng cũng cười rất sáng lạn, đối với hắn thì Triệu Bình Xuyên thắng cũng là niềm vui lớn. Hắn nghĩ đến tình huống mình sắp nuốt con voi thành công, hắn cảm thấy toàn thân cực kỳ thoải mái. Tiền Trường Thắng là một nhân sĩ thành công, so với Triệu Bình Xuyên thì hắn càng hiểu tập đoàn Quân Thành hùng mạnh như thế nào. Bây giờ một con quái vật khổng lồ mà trước đó mình thật sự hâm mộ sắp sụp đổ ầm ầm. Đây là một sự kiện sung sướng cỡ nào. Chỉ cần tập đoàn Nam Long có thể thâu tóm tập đoàn Quân Thành, không, dù chỉ là nuốt 1/3 tập đoàn Quân Thành, như vậy tập đoàn Nam Long sẽ càng là một con tuấn mã hùng mạnh. Triệu thiếu gia, tôi thấy cậu đã quá chú trọng phụ nữ rồi, đàn ông không xấu thì phụ nữ không yêu, đây là chân lý đúng với mọi thời đại. Tiền Trường Thắng dùng dao cắt một miếng thịt heo, sau đó hắn nói tiếp. Người phụ nữ này là một con ngựa hoang. Đừng nhìn vẻ bề ngoài kiêu ngạo hống hách như vậy mà lầm, chỉ cần cậu cường thế một chút thì xong, lúc đó cậu có thể leo lên ngựa, có thể thuần phục nàng ta, sợ rằng cuối cùng nàng ta sẽ dịu dàng còn hơn cả những cô gái khác ấy chứ. Anh Tiền, đây đều là kinh nghiệm của anh sao? Hèn gì anh Trịnh nói anh tìm phụ nữ đều phải mất một thời gian kha khá, ha ha. Triệu Bình Xuyên khẽ dựa lưng ra phía sau, hắn nở nụ cười nói lời châm chọc Tiền Trường Thắng. Triệu thiếu gia. Cậu cũng đừng nghe anh Chính bên kia nói bậy, trên thực tế thì chính anh ta mới là kẻ ngốc nghếch. Trước đó tôi đưa đến một trợ lý tên là Tiểu Ni Nhi, cô gái ấy xinh đẹp trong trắng cỡ nào, không phải bị một kẻ như hắn làm cho nát bét sao. Tiền Trường Thắng đặt con dao nhỏ xuống, sau đó dùng giọng uất ức nói với Triệu Bình Xuyên. Triệu Bình Xuyên nâng ly rượu đỏ lên rồi lại đặt xuống, hắn dùng ánh mắt giật mình nhìn Tiền Trường Thắng rồi nói. Anh Tiền, anh có lầm không vậy? Tôi cũng đã gặp Tiểu Ni Nhi. Thế nào mà mới đó đã rơi vào miệng anh Trịnh rồi? Không phải là quá lãng phí tài nguyên sao? Tiền Trường Thắng cười hì hì, hắn cũng lên tiếng. Ai bảo Triệu thiếu gia không quá quan tâm,
đã đem tất cả tâm tư đặt lên người giám đốc Tần Hồng Cầm. Tôi thật sự có lời này muốn nói, đó là cậu có sức khỏe tốt nhưng tư tưởng còn chưa quá bẩn, tôi chuẩn bị giữ Tiểu Ni Nhi lại cho cậu, thế nhưng cậu không có hứng, vì vậy đành thôi. Triệu Bình Xuyên khẽ vỗ miệng, hắn liên tục nói lời cảm thán, rõ ràng hắn có ấn tượng không tệ với cô gái đã rơi vào trong miệng của anh Trịnh kia. Đúng rồi, Triệu thiếu gia, tập đoàn Quân Thành xuất hiện một tên họ Vương, không biết ngài nghe nói đến chưa? Hình như là một nhân vật quan trọng của tập đoàn Quân Thành, mới xuất hiện đã đá anh Hà của tập đoàn Quân Thành ra ngoài đường. Tiền Trường Thắng nhắc đến Hà Vinh Lộ mà thật sự cảm thấy có chút đau đớn, hắn đã bỏ ra số tiền khá lớn để mua đứt đối phương, lại không ngờ đối phương còn chưa cho ra tác dụng gì quá lớn đã bị nắm bắt. Vẻ mặt Triệu Bình Xuyên chợt biến đổi, tuy hắn còn chưa điều tra được thân phận của Vương Tử Quân, thế nhưng hắn lại sinh ra một sự cảm xấu. Tên khốn kia khẳng định có quan hệ không tầm thường với Tần Hồng Cẩm, mà loại quan hệ này chính là thứ mà hắn kiêng kỵ nhất. Hừ, hắn có bản lĩnh đá hậu sao? Chỉ sợ là tên khốn kia căn bản còn chưa đủ tư cách ở địa bàn thành phố Việt Thị này. Tiền Trường Thắng biết rõ Triệu Bình Xuyên là hạng người gì, hắn nhìn vẻ mặt lạnh lùng của Triệu Bình Xuyên, trong mắt lóe lên chút đắc ý. Tiền Trường Thắng hắn sở dĩ có thể thành công, ngoài bản thân hắn dám xông pha kinh doanh, cũng là vì hắn rất chú ý, bất cứ thứ gì là nhân tố gây bất lợi đều phải tìm đủ mọi cách để loại trừ ngay từ trong trứng nước. Lúc này tên khốn Vương Tử Quân kia chính là một nhân tố uy hiếp giống như vậy. Tiền Trường Thắng thật sự không nghi ngờ những lời nói của Triệu Bình Xuyên, như vậy xem như có thể giải tỏa một tai họa ngầm của hắn, thế là hắn khẽ nâng ly rượu lên nói. Nâng ly, Triệu thiếu gia, chúng ta cạn ly, cầu chúc chúng ta hợp tác vui sướng, chỉ hơn chứ không kém lần trước. Tiền Trường Thắng nhắc đến lần trước thì Triệu Bình Xuyên giống như nhớ ra chuyện gì đó cực kỳ sung sướng, hắn nâng ly rượu lên nói. Anh Tiền, sự việc liên quan đến nhà máy cơ giới được anh xử lý quá đẹp, hy vọng lúc này anh cũng có thể làm tốt như vậy. Hai ly rượu khẽ cụng vào nhau, khi âm thanh trong trẻo vang lên, trên mặt hai người Tiền Trường Thắng đều lộ ra nụ cười cực kỳ sáng lạn. Tiền Trường Thắng, mau ra đây, trả tiền mồ hôi nước mắt cho chúng tao. Đừng cho thằng khốn Tiền Trường Thắng chạy mất, nó ở trong tòa cao ốc kia. Bắt lấy thằng khốn nạn Tiền Trường Thắng, để xem trái tim nó có phải màu đen không. Tiền Trường Thắng cướp đi tất cả tư sản mà chúng ta gầy dựng lên, chắc chắn sẽ có những người khác tham gia vào, vì thế không thể bỏ qua cho đám đồng đảng kia được. Những âm thanh ồn ào từ bên ngoài truyền vào trong tòa cao ốc giống như thủy triều, Tiền Trường Thắng đang uống rượu nhưng vẻ mặt nhanh chóng trở nên trắng bệch, ly rượu trong tay cũng rơi xuống nền đá cẩm thạch rồi vỡ tan tành. Xoảng! Âm thanh ly thủy tinh rơi xuống nền đá thật sự rất trong trẻo, thủy tinh vỡ vụn văng ra tung tóe. Nhưng lúc này Tiền Trường Thắng và Triệu Bình Xuyên căn bản không quan tâm đến những thứ như vậy, bọn họ đồng thời nhìn ra bên ngoài thông qua cửa sổ ở bên cạnh. Tiền Trường Thắng nhìn thấy đám người chen chúc kéo đến từ bốn phương tám hướng, gương mặt trắng bệch chợt trở nên không còn chút máu. Hắn đang ngồi cách đám người kia rất xa, thế nhưng hắn thật sự không khỏi cảm thấy toàn thân run rẩy, trái tim co bóp liên hồi. Sao lại như vậy, rốt cuộc là có chuyện gì xảy ra? Tiền Trường Thắng thầm nghĩ như vậy. Đúng lúc này có người đẩy cửa chạy vào. Giám đốc Tiền, không tốt, không tốt rồi. Công nhân nhà máy cơ giới đã đến vây quanh tòa nhà, không biết bọn họ vì sao lại chạy đến đây. Chúng tôi nghe loáng thoáng hình như bọn họ nghĩ rằng tất cả tài sản của nhà máy đã bị tập đoàn Nam Long lấy đi. Bây giờ họ đang rất phẫn nộ, số lượng công nhân cũng không nhỏ, bây giờ là vài ngàn rồi. Người chạy vào vừa thấy mặt Tiền Trường Thắng thì dùng giọng không kịp thở để báo cáo. Tiền Trường Thắng nghe nói thủ đoạn của mình năm xưa áp dụng để rút sạch tài sản của nhà máy cơ giới bị người ta biết được rõ ràng, thế là hắn không khỏi cảm thấy đầu óc nổ ầm một tiếng. Sự kiện này hắn vốn nghĩ rằng mình làm cực kỳ kín kẽ, nhưng bây giờ vì sao đám công nhân kia lại biết được? Làm sao bây giờ? Làm sao bây giờ? Làm gì bây giờ? Lúc này Tiền Trường Thắng thật sự giống như không kịp ứng phó, hắn chỉ cảm thấy toàn thân đổ mồ hôi lạnh, nhưng ngay sau đó đã cố gắng áp chế chính mình bình tĩnh trở lại. Triệu thiếu gia, chắc chắn có người làm trò quỷ, bọn họ nhất định là hướng về phía chúng ta, nếu không sự kiện giữa chúng ta và Trác Thao Phương căn bản sẽ không bị người ta chọc ra thế này. Tiền Trường Thắng vội vàng kéo bàn tay của Triệu Bình Xuyên, nhưng ý nghĩa lời nói của hắn cũng không phải là như vậy, hắn muốn nói không phải chỉ một mình thao tác sự việc, nếu chọc ra thì Triệu Bình Xuyên cũng chạy khó thoát. Lúc này vẻ mặt Triệu Bình Xuyên cũng thật sự không tốt đẹp gì, hắn là người hợp tác với Tiền Trường Thắng. Tất nhiên hắn cũng nhận được không ít lợi ích từ sự kiện nhà máy cơ giới.
Bây giờ nếu sự việc bị vạch trần, Triệu Bình Xuyên hắn chắc chắn cũng phải chịu trách nhiệm, mà trách nhiệm đó cũng không thua kém Tiền Trường Thắng. Trong đầu chợt lên nhiều ý nghĩ, Triệu Bình Xuyên chợt cầm lấy điện thoại, nhưng đúng lúc này lại có người xông vào, bộ dạng tên này còn tệ hại hơn tên vừa rồi rất nhiều. Giám đốc Tiền, không biết ai thông báo cho phóng viên, lúc này có không ít phóng viên ở bên ngoài yêu cầu được phỏng vấn. Phóng viên đến phỏng vấn. Đầu Tiền Trường Thắng chợt nổ ầm một tiếng. Hôm nay cơ chế truyền thông đã được cải cách, tất cả các chuyên mục đều theo cơ chế nhận thầu, mọi người liều mạng công tác vì số người xe, như vậy sẽ có quảng cáo thì sẽ có tiền. Vì tâm lý vật chất như vậy mà đám phóng viên rất tích cực phản ứng với các tin tức ngoài xã hội, nắm chặt lấy tâm lý chỉ thích xem và nghe những trò náo nhiệt của thị dân. Sự kiện đang diễn ra thật sự là một tin tức cực kỳ tốt, cực kỳ lớn, chỉ cần nhanh chóng đăng tin sẽ thu hút không biết bao nhiêu lượt người xem, ngay sau đó tin tức sẽ truyền đi khắp các ngõ ngách. Có tên phóng viên nào có thù oán với Tiền, chỉ cần múa bút thêm thắt chút chi tiết thu hút độc giả, cuối tháng có thể nhận được một số tiền lớn. Cũng khó trách đám ký giả lúc này chạy khắp nơi như ruồi bọ, cả ngày đi ra đường, dù gặp chuyện nhỏ như hạt vừng cũng múa bút biến thành quả dưa hấu, là những kẻ chỉ sợ thiên hạ không loạn. Tiền Trường Thắng cảm thấy rất đau đầu, ngày bình thường hắn đều cẩn thận đối phó, làm tốt tất cả quan hệ xã hội của công ty. Việc quan trọng nhất vào lúc này chính là áp chế sự việc, che giấu tin tức, bây giờ đám phóng viên chạy đến, chẳng phải càng làm cho sự việc thêm phiền toái sao. Anh để cho Phó Tổng Giám Đốc Triệu ra mặt, mời các phóng viên đến khách sạn Hà Viên, nói tôi sẽ sang ngay, sẽ đặc biệt tiếp đãi bọn họ. Anh nói rõ với Giám Đốc Triệu, phải khách khí với đám phóng viên kia, dù bọn họ có yêu cầu gì cũng đồng ý, lại tăng tiền lên gấp đôi so với những lần trước, cho thêm bọn họ tiền phí phỏng vấn. Tiền Trường Thắng gật gật đầu, sau đó trầm giọng phân phó. Triệu Bình Xuyên tuy không quá quan tâm đến đám phóng viên nhưng cũng biết lựa chọn của Tiền Trường Thắng vào lúc này là tốt nhất. Hắn khẽ gật đầu với Tiền Trường Thắng, hắn đang định lên tiếng thì thấy dưới lầu có vài công nhân khỏe mạnh đã thoát khỏi vòng vây của đám bảo vệ rồi xông vào trong tập đoàn Nam Long. Khi có càng nhiều công nhân chạy vào thì vẻ mặt Tiền Trường Thắng chợt biến đổi, hắn biết rõ nếu để cho đám người đang nổi điên kia phóng vào phòng làm việc của mình, chỉ sợ hắn sẽ khó chống đỡ được một đám quần chúng đang phẫn nộ như vậy. Triệu thiếu gia, chúng ta đi trước, đồng thời các anh nên nhanh chóng báo cảnh sát. Tiền Trường Thắng vừa nói ra hai chữ báo cảnh sát, đúng lúc thấy có vài tên đàn ông mặc trang phục bảo vệ của tập đoàn Nam Long từ trong cao ốc phóng ra. Tên đàn ông đi đầu hô lên một tiếng, sau đó hắn vung gậy đánh đám công nhân đang lao đến. Có người cầm đầu thì sẽ có kẻ làm theo, đám bảo vệ ở tập đoàn Nam Long vốn là những tên côn đồ ngoài xã hội, bây giờ thấy có người ra tay thì cũng nhanh chóng phóng về phía đám công nhân kia. Lúc bắt đầu đám công nhân không có vũ khí nên rơi vào thế hạ phong, nhưng ngay sau đó đã có rất nhiều công nhân xông vào, tình cảnh lúc này rõ ràng là khó khống chế. Tiền Trường Thắng, anh đây là muốn làm gì? Triệu Bình Xuyên nhìn tình cảnh hỗn loạn bên dưới, hắn có chút ngây ngốc. Hắn đột nhiên nghĩ rằng sự việc nếu cứ phát triển theo hướng như vậy sẽ có kết quả gì, thế là không khỏi quát một tiếng với Tiền Trường Thắng. Tiền Trường Thắng nhìn đám bảo vệ anh dũng tiến lên tấn công đám công nhân mà trong đầu thật sự cảm thấy rất khó hiểu, cũng không biết tên bảo vệ dẫn đầu đám người kia là ai. Tên kia là ai? Tiền Trường Thắng nhìn tình cảnh hỗn loạn bên dưới, sau đó quay sang hỏi một tên phó giám đốc ở bên cạnh. Trong phòng họp thị ủy Việt Thị, vẻ mặt bí thư thị ủy Triệu Tứ Quân lúc này cực kỳ tái nhợt, cực kỳ phẫn nộ. Trác Thao Phương nhìn cơ thể mập mạp như heo của phó chủ tịch Trịnh Đạt Tiệp. Đây chính là người chủ quản công tác thay đổi chế độ xã hội ở nhà máy cơ giới thành phố Việt Thị, lão lạnh lùng hỏi. Theo ý anh thì đây là một sự kiện ngoài ý muốn sao? Trịnh Đông Phương tuy có tên là Tiệp nhanh nhạy, chiến thắng thế nhưng bản thân ngoài ngoại hình không ra gì, căn bản cũng không có chút phương diện nào có thể liên lạc với hai chữ nhanh nhẹn. Hắn là lãnh đạo chủ quản khối công tác thay đổi chế độ của nhà máy cơ giới, hắn biết rõ sự kiện lần này càng náo loạn thì trách nhiệm của một người như hắn sẽ càng lớn. Bí thư Triệu, chuyện này vốn chỉ là một sự cố ngoài ý muốn, một công nhân vì con muốn ăn thịt mà chán nản sinh ra ý nghĩ muốn uống thuốc trừ sâu tự sát, thế cho nên đám công nhân nhà máy cơ giới mới nổi điên kéo nhau đi làm loạn. Trịnh Đạt Tiệp nghĩ đến nguyên nhân làm bùng phát sự kiện kêu oan vào lúc này, hắn thật sự không khỏi chửi một tiếng chó má, không phải chỉ là một miếng thịt sao? Con bà nó sao lại có kết quả thế này? Anh đừng nói với tôi những lời nói vô dụng như vậy, bây giờ công nhân đã đến mức mất kiểm soát. Tôi chỉ muốn biết anh có biện pháp nào để bọn họ ổn định lại không?
Triệu Tứ Quân cũng không chờ cho Trịnh Đạt Tiệp nói xong, hắn phất tay mất kiên nhẫn chặn lời của Trịnh Đạt Tiệp. Trịnh Đạt Tiệp cũng không bức bối vì Triệu Tứ Quân vung tay cắt lời mình, hắn lại sinh ra cảm giác cực kỳ vui vẻ. Hắn biết rõ lãnh đạo nghiêm khắc phê bình mình vào lúc này chính là có ý nghĩ bảo vệ mình. Bí thư Lê, bây giờ công nhân đã xông vào tòa nhà tổng bộ của tập đoàn Nam Long, như vậy chuyện này nhất định phải giải quyết cho nhanh, cục công an phải dùng tốc độ nhanh nhất để khống chế hiện trường, tuyệt đối không để cho sự việc chuyển biến xấu. Triệu Tứ Quân ném ánh mắt của mình về phía bí thư ủy ban tư pháp đứng cách đó không xa, giọng điệu lại càng được đề cao hơn vài phần. Các đồng chí, chúng ta nhất định phải thành lập tổ điều tra với sự kiện kêu oan lần này, phải cho công nhân của nhà máy một câu trả lời rõ ràng, chỉ có dân tâm ổn định thì thiên hạ mới an bình được. Các đồng chí, tôi đề nghị phải điều tra thật rõ ràng sự kiện kêu oan này, cần phải kiên trì một nguyên tắc, đó là không oan uổng cho người tốt, không thể buông tay tha cho kẻ xấu, nghiêm khắc đả kích những kẻ có ý định thông đồng cấu kết để cố ý tạo dựng tình huống rối loạn. Chủ tịch thành phố Việt Thị là Trần Bình Cương lại không nói lời nào, chỉ chú ý ghi chép, vẻ mặt cực kỳ nghiêm túc nhưng trong lòng liên tục cười lạnh. Dù Triệu Tứ Quân nói rất danh chính ngôn thuận, thế nhưng hắn là người đã hợp tác với Triệu Tứ Quân được hơn 2 năm, hắn đã hiểu rõ ý nghĩ của bí thư Triệu. Không thể hàm oan người tốt, cũng không thể buông tha cho người xấu. Một câu nói thế này nhìn qua có vẻ cực kỳ bình thường nhưng thực tế thì Triệu Tứ Quân đang truyền đi một thông điệp với các thành viên ban ngành, đó chính là không cần phân biệt tốt xấu gì cả, tất cả phải nhìn vào ngộ tính của anh với những lời chỉ thị của lãnh đạo mà thôi. Bí thư Triệu, anh cứ yên tâm, khối tư pháp chúng tôi nhất định sẽ chứng thực thật tốt những chỉ thị của lãnh đạo thị ủy, sẽ cố gắng áp chế những ảnh hưởng mặt trái của sự việc đến mức thấp nhất. Vừa rồi tôi đã nhận được điện thoại của Phó Cục trưởng Vương. Bây giờ trên 100 cảnh sát của Cục Công an đã được điều động đến tập đoàn Nam Long, không bao lâu nữa tất cả sẽ ổn định. Bí thư Lê và bí thư Triệu Tứ Quân có quan hệ không tầm thường, sau khi hắn nghe được bí thư Triệu lên tiếng thì vội vàng trầm giọng trả lời. Triệu Tứ Quân khẽ gật đầu, lão nhìn về phía các vị thường ủy thị ủy rồi trầm giọng nói. Sự việc phát triển đến tình trạng hiện tại thì điều quan trọng nhất lúc này chính là làm sao ổn định cảm xúc của quần chúng. Tôi thấy không bằng thế này. Toàn thể ban ngành lãnh đạo thành phố chúng ta cùng nhau ra mặt, cùng đến hiện trường xem như an ủi công nhân lao động. Khi Triệu Tứ Quân còn đang định nói tiếp thì cửa phòng họp đóng chặt bị mở ra, một vị thư ký trẻ tuổi đi vào, hắn nhanh chóng lên tiếng dưới ánh mắt soi mói của các vị thường ủy thị ủy. Bí thư Triệu, vừa rồi các đồng chí Cục Công an gọi điện thoại đến, nói rằng công nhân xông vào trong tòa nhà tổng bộ của tập đoàn Nam Long đã xảy ra xung đột với bảo vệ, có 10 công nhân bị thương. Hơn nữa còn có một phóng viên của đài truyền hình trung ương bị bảo vệ đả thương, trước mắt đã được đưa đến bệnh viện. Đã xảy ra xung đột, phóng viên bị thương. Đám thường ủy thị ủy nghe được tin tức này thì chợt ngây dại, vẻ mặt Triệu Tứ Quân càng thêm tái nhợt, hắn vỗ mạnh tay lên mặt bàn. Đám người kia không có đầu óc hay sao? Thế nào lại làm ra những hành động mất cảm tính như vậy? Còn đánh cả phóng viên, ai cho tập đoàn Nam Long của bọn họ quyền lực lớn như vậy? Lúc này đám thường ủy thị ủy đã không thể nào ngồi yên được nữa, bọn họ nhanh chóng điều động xe chạy đến tổng bộ của tập đoàn Nam Long. Lúc này xung đột vẫn tiếp diễn ở cổng tập đoàn Nam Long, không biết đám bảo vệ của tập đoàn Nam Long ở đâu chạy ra mà ngày càng nhiều. Nhưng khi đám bảo vệ của tập đoàn Nam Long ngày càng đông đảo, cũng không ai chú ý có chục tên bảo vệ thừa dịp hỗn loạn mà lặng lẽ ly khai. Người Trung Quốc có một tính xấu như thế này, hàng xóm đánh nhau thì sẽ kéo đến cả làng đứng xem náo nhiệt. Không ai can ngăn. Đó chính là một câu nói miêu tả vô cùng tinh tế cảnh giới đến xem náo nhiệt của dân chúng, thế cho nên lúc này chung quanh tập đoàn Nam Long đã có đầy người đứng xem náo nhiệt, trong số đó có cả Vương Tử Quân. Một gậy vừa rồi sẽ không để lại di chứng gì chứ? Vương Tử Quân nhìn Lý Duyệt Long rồi khẽ hỏi. Tất nhiên là không. Lý Duyệt Long nhìn đám bảo vệ của tập đoàn Nam Long, hắn dùng giọng tràn đầy tự tin nói. Những người vừa tham gia đều được tôi huấn luyện kỹ càng, biết đánh như thế nào, có kỹ thuật rất cao, nhìn qua có vẻ nghiêm trọng nhưng thực chất lại chẳng có vấn đề. Vương Tử Quân lúc này mới cười cười nói. Kế hoạch của chúng ta đã làm khổ các vị đại ca bên kia rồi. Lý Duyệt Long gật đầu nói. Giám đốc Vương cũng không nên áy náy, tôi trả tiền thù lao cũng đủ cho bọn họ mua nhà lấy vợ. Nói ra thì bọn họ phải cảm ơn chúng ta, nếu không được ra tay cho chúng ta. Bọn họ sẽ không có tiền mua nhà, như vậy bố mẹ vợ sẽ tuyệt đối không đồng ý gả con gái cho. Vương Tử Quân cười cười khẽ gật đầu, ngay sau đó là tiếng còi hú của cảnh sát, hắn vung tay lên nói với Lý Duyệt Long. Đã đủ rồi,
tranh thủ thời gian cho người của mình rút lui, chuẩn bị bước thứ hai. Vâng, Giám đốc Vương. Lý Duyệt Long nhìn nụ cười nhếch mép của Vương Tử Quân, hắn dùng giọng cung kính nói. Trước khi Vương Tử Quân đến thì hắn là trưởng phòng bảo vệ của tập đoàn Quân Thành, hắn thật sự không có biện pháp gì đối với bộ dạng hùng hổ của đối phương. Lý Duyệt Long là một người xuất thân quân nhân, hắn đã từng nghiên cứu binh pháp, bây giờ quân địch đang có đủ thiên thời địa lợi nhân hòa mà bên mình lại trắng tay, ngoài tình cảnh chém giết thì căn bản muốn tìm một biện pháp giải quyết là cực kỳ khó khăn. Nhưng Vương Tử Quân chỉ cần cho ra một hành động đã có thể khuấy động thành phố Việt Thị long trời lở đất, dù vẫn còn cách xa thời điểm có thể cứu Tần Hồng Cẩm ra ngoài, nhưng chỉ cần nhìn vào đó cũng có thể cho mọi người hiểu rõ một vấn đề, tập đoàn Quân Thành của bọn họ cũng chẳng phải không có lực hoàn thủ với đám người đang tấn công mình. Vương Tử Quân rời khỏi tòa nhà tổng bộ của tập đoàn Nam Long, hắn leo lên xe đi về phía Tần gia. Trên đường đi hắn gọi điện thoại đến số của Tần gia, hắn ân cần thăm hỏi Tần lão gia tử. Sau đó nói ra lời thỉnh cầu muốn được gặp Tần lão gia tử. Tần gia không thể nói là không có sự chuẩn bị với tình huống Vương Tử Quân đột ngột đến thăm, thế nên Tần lão gia tử tiếp điện thoại và cười ha hả cho ra lời mời. Lúc này ở Tần gia, Tần lão gia tử đã qua 80 tuy không được quắc thước như Vương lão gia tử, thế nhưng kiếp sống quân đội nhiều năm cũng làm cho lão đi lại cực kỳ khí thế. Lão buông điện thoại xuống, hai hàng chân mày nhíu lại. Chương 420, gió cõi âm cuốn ma chơi. Bố, là điện thoại của Vương Tử Quân à? Một người đàn ông trung niên có bộ dạng khá giống với Tần Trung Hòa đi đến sau lưng Tần lão gia tử rồi khẽ hỏi. Tần lão gia tử khẽ gật đầu, cũng không nói gì thêm nhưng vẻ mặt lại có chút trầm trọng. Người đàn ông trung niên kia là con, tất nhiên sẽ hiểu rõ bố mình, hắn nhìn vẻ mặt của Tần lão gia tử rồi tranh thủ thời gian nói. Bố, ngày hôm qua con đã thương lượng tốt với nhị ca. Thiếu gia chúng ta không nên tham gia vào vũng nước đục này. Bố nghĩ lại mà xem, nếu chúng ta tiến vào thì sau này nhị ca sao có thể gặp mặt Bí Thư Triệu. Hơn nữa với lực ảnh hưởng của Bí Thư Triệu, cho dù chúng ta có tiến vào cũng không giải quyết được vấn đề. Nếu dựa theo lời của con, chẳng phải người ta đến trước mặt thì mình lại tỏ ra thờ ơ lạnh nhạt, căn bản không hỏi mà cũng chẳng làm gì sao. Tần lão gia tử trầm mặt xuống rồi hỏi ngược lại. Người đàn ông trung niên kia là con thứ ba của Tần lão gia tử, là phó phòng giao thông tỉnh Quảng Đông. Tuy lúc này hắn rất bất mãn với bố mình nhưng lại biểu hiện rất biết lắng nghe, thế nhưng trong lòng lại liên tục cười lạnh. Hắn thầm nghĩ, cũng chỉ là chút tình cảm còn níu kéo lại từ năm xưa mà thôi, bây giờ đến đúng thời điểm mấu chốt, sao có thể vì chút tình cảm đã phai nhạt đó mà kéo cả gia tộc họ Tần vào lò lửa được. Bố, cũng không phải chúng ta không giúp, nhưng chúng ta không đủ lực, không thể giúp được bọn họ. Bố ra mặt nói chuyện với Bí Thư Triệu, điều này có thể được, nhưng nếu xung đột chính diện với Bí Thư Triệu, con cảm thấy chúng ta không nên làm như vậy. Bố nghĩ xem, cho dù chúng ta có ra mặt tranh chấp với Triệu Tứ Quân, như vậy chúng ta có thể thay đổi được gì? Bố xem với một vị cán bộ chưa tiến vào trong thường ủy thị ủy như nhị ca thì có cơ hội để chơi trò cao tay không? Lời nói hợp tình hợp lý của con trai thật sự làm cho Tần lão gia tử không thể nào phản bác được, thế là không khỏi rơi vào tình huống trầm mặc. Tuy trong lòng thật sự cảm thấy rất bức bối, thế nhưng lão cũng không thể không thừa nhận những lời nói của con mình rất đúng. Từ khi lão bắt đầu lui ra phía sau, lực ảnh hưởng của Tần gia càng giảm sút, dù con trai thứ ba phát triển khá tốt, nhưng có một sự thật khó thể trốn tránh, thiếu gia không có một người nào có thể tiến lên cấp phó tỉnh, vì thế khó thể nào khôi phục lại quyền lực cường thế như năm xưa. Bố, lát nữa Vương Tử Quân đến thì ngài có thể nói vài lời an ủi, lại hẹn ngày gặp mặt Triệu Tứ Quân. Cũng coi như Tần gia chúng ta đã hết lòng giúp đỡ rồi. Trưởng phòng Tần nhìn thấy bố mình có chút do dự, thế là nhanh chóng nói ra kế hoạch chiến lược mà ba anh em đã tính sẵn cho bố mình. Tần lão gia tử không nói gì thêm, lão chỉ nâng ly trà làm một ngụm, sau đó đặt ly xuống bàn. Tần lão gia tử là một cán bộ lãnh đạo tỉnh lui ra từ vị trí thường ủy tỉnh ủy, sau khi về hưu thì luôn ở lại trong khu nhà thường ủy tỉnh ủy. Dù những gia đình trong này phần lớn là cán bộ lãnh đạo tỉnh đã về hưu, thế nhưng vấn đề bảo vệ và an toàn ở nơi đây cũng không lơi lỏng. Vương Tử Quân phải chạy qua hai trạm kiểm tra mới có thể tiến vào thiếu gia, khi hắn xuống xe thì trưởng phòng Tần đã nhanh chóng tiến ra đón chào, sau lưng còn có hai tên thanh niên có độ tuổi tương đồng với Vương Tử Quân. Tử Quân đến đấy à? Ông Tần đang chờ cháu mau vào nhà đi. Trưởng phòng Tần tuy trong lòng cực kỳ phản cảm với một người mang đến phiền toái cho thiếu gia như Vương Tử Quân, thế nhưng lúc này gặp mặt Vương Tử Quân thì vẫn nở nụ cười sáng lạn. Đối với hắn thì Vương Tử Quân dù sao cũng không thể đắc tội,
bây giờ người này là một vị cán bộ cấp phó giám đốc sở giống như mình. Vương Tử Quân mỉm cười bắt chuyện với trưởng phòng Tần, sau đó cười nói vài câu với hai tên thanh niên phía bên kia, lúc này mới đi vào gặp mặt Tần lão gia tử trong phòng khách. Tử Quân đến đấy à, cậu ngồi đi. Tần lão gia tử gần đây có thói quen thích ngồi, hôm nay lão lại phá lệ đứng trong phòng khách chờ Vương Tử Quân. Sau khi Vương Tử Quân đi vào phòng khách, lão nhanh chóng khua tay với Vương Tử Quân rồi mời ngồi. Chào ông Tần. Trước kia Vương Tử Quân đã từng gặp Tần lão gia tử một lần, nhưng đó là chuyện của hơn 10 năm trước, vì thế Tần lão gia tử có bộ dạng gì thì chỉ là một phần ký ức có chút mơ hồ. Nhưng bây giờ khi hắn nhìn thấy Tần lão gia tử chống trượng đi về phía mình, chút ký ức trong đầu đã có thể liên lạc với ông lão vào lúc hiện tại. Sau khi Vương Tử Quân ngồi xuống thì lập tức có người dâng trà lên. Tần lão gia tử ngày từ đầu đã là người nắm thế chủ đạo, sau khi ân cần thăm hỏi sức khỏe của Vương lão gia tử, lúc này lão mới thay đổi chủ đề. Tử Quân, tôi hiểu rõ ý của cậu, tôi đã cho người gọi điện thoại cho Triệu Tứ Quân, tôi sẽ gặp mặt bàn chuyện với anh ấy. Tuy muốn toàn thắng là không thể, thế nhưng muốn cứu Tần Hồng Cẩm ra thì không là vấn đề. Cảm ơn ông Tần, chị Hồng Cẩm đã làm phiền ngài phải quan tâm lo lắng rồi. Nụ cười trên mặt Vương Tử Quân vẫn rất sáng lạn, hắn nói lời cảm tạ rồi tiếp tục. Ông Tần, cháu dù mới đến nhưng vẫn hiểu trạng thái vào lúc này, rõ ràng có người muốn há miệng nuốt cả tập đoàn Quân Thành, có thể thấy miệng của bọn họ cũng không phải là nhỏ. Tần lão gia tử thật sự rất thừa nhận lời nói của Vương Tử Quân, lão khẽ gật đầu, sau đó cũng không nói lời nào, chỉ nhìn chằm chằm vào đứa cháu nội của bằng hữu mình năm xưa. Ông Tần, cháu cũng không thích gây chuyện, cũng không phải loại người thiện chí giúp người, nhưng nếu người ta muốn ức hiếp tập đoàn Quân Thành, bọn họ nghĩ rằng muốn làm gì thì làm, muốn giết thì giết, như vậy rõ ràng đã lầm rồi. Tần lão gia tử nhìn gương mặt dần biến đổi của Vương Tử Quân thì trong lòng chợt chấn động mạnh mẽ, cũng không phải vì những lời nói này của Vương Tử Quân, mà là vì tâm tính của người này. Tuy lão cho rằng Tần gia của bọn họ sẽ không có hy vọng thắng lợi khi đối đầu với Triệu gia, thế nhưng bộ dạng con cháu sợ hãi khi nhắc đến Triệu Tứ Quân thật sự làm cho lão rất thất vọng. Tử Quân, chú khuyên cháu một câu, người ở dưới mái hiên, có ai không cúi đầu? Dưới tình huống hiện tại, cháu có thể làm thế nào được? Trưởng phòng Tần nhìn thoáng qua Vương Tử Quân, lại dùng giọng mỉa mai hỏi ngược lại. Triệu Tứ Quân không những có danh tiếng cực mạnh trong thành phố Việt Thị, còn là một thường ủy cực kỳ có tư cách ở tỉnh ủy. Nếu muốn chơi cao tay với bí thư Triệu thì hoàn toàn là không thể, rõ ràng là nóng đầu làm việc tùy tiện. Trưởng phòng Tần mở miệng rất khách khí nhưng ý nghĩ khinh thường lại quá rõ ràng, đó chính là muốn nhắc nhở Vương Tử Quân, đừng mạnh miệng nói những lời không thực tế, cậu và Triệu Tứ Quân vốn không phải là tồn tại cũng một cấp bậc, cậu sao có thể chống lại? Hừ, tôi đang lên tiếng, có chỗ cho cậu mở miệng sao? Tần lão gia tử trừng mắt dùng giọng nghiêm nghị quát lên với con trai thứ ba của mình. Tuy tuổi đã lớn nhưng lão vẫn nghe và hiểu lời châm chọc của con trai mình, dù thật sự thừa nhận những lời nói như vậy nhưng lại không thể nào biểu hiện như thế trước mặt Vương Tử Quân, rõ ràng là ảnh hưởng đến lòng tự tôn của con cháu người ta. Trưởng phòng Tần ở bên ngoài tuy cực kỳ uy phong, thế nhưng lúc này nghe lời răn dạy của bố thì thật sự không dám phản kháng, nghe thấy bố quát lớn thì nhanh chóng ngậm miệng lại. Ông Tần, chú ấy nói không sai, Triệu Tứ Quân là người có lực lượng cực mạnh, thành phố Việt Thị lại là hang rồng ổ cọp của hắn. Thế nên thật sự rất khó chơi cao tay với người này. Vương Tử Quân nâng ly trà lên uống một ngụm, lúc này mới cười nói. Vì vậy cháu cũng không muốn chơi cao tay với hắn ta, cháu chỉ muốn cho hắn ta chút niềm vui bất ngờ mà thôi. Tử Quân, cháu có ý gì? Vẻ mặt Tần lão gia tử chợt biến đổi, Vương Tử Quân nói như vậy sao lão không hiểu cho được. Ông nội, Tam Thúc, xảy ra chuyện lớn rồi, công nhân nhà máy cơ giới vây công chính quyền thành phố. Bây giờ lại chạy sang tập đoàn Nam Long, có rất nhiều biểu ngữ, bây giờ hiện trường đã rối loạn, chỉ có thể chờ Tiền Trường Thắng thu thập cục diện rối rắm mà thôi. Một tên thanh niên từ bên ngoài chạy vào rồi vội vàng nói với Tần lão gia tử. Tần lão gia tử tất nhiên biết rõ tập đoàn Nam Long có liên hệ với Triệu gia, bây giờ vài ngàn công nhân không những vây công thị ủy, còn đến vây quanh tập đoàn Nam Long, đây tuyệt đối không phải là chuyện nhỏ. Tần lão gia tử chợt kinh hoàng. Thế là không khỏi nhìn sang Vương Tử Quân. Lúc này Vương Tử Quân vẫn ngồi đó bất động như núi, trên mặt vẫn là nụ cười nhàn nhạt. Tiểu địch, đây là anh Tử Quân, cháu mau đến ra mắt anh ấy đi. Tuy trong lòng có không ít lời muốn nói nhưng Tần lão gia tử dù sao cũng là người từng trải qua thiên quân vạn mã, lão trầm ngâm một chút rồi lên tiếng kêu gọi tên thanh niên ở bên kia. Tên thanh niên có chút sững sốt,
lúc này mới nở nụ cười nhìn về phía Vương Tử Quân chào một tiếng anh Tử Quân. Vương Tử Quân cũng lên tiếng bắt chuyện với Tiểu Địch, sau đó nói. Tiểu Địch, tin tức của cậu hình như không quá chuẩn xác, phải nói là lúc này trong tay tất cả công nhân đang vây công tập đoàn Nam Long đều có cầm theo tư liệu về việc tập đoàn Nam Long ngầm chiếm tài sản của nhà máy cơ giới. Vì bọn họ có chứng cứ đó trong tay, thế cho nên bọn họ mới không lo lắng việc Tiền Trường Thắng bị trừng trị. Anh Tử Quân, anh cũng từ nơi đó đến đây sao? Sao lại biết được rõ ràng như vậy? Tiểu Địch khẽ vỗ đầu một cái rồi hỏi Vương Tử Quân. Tiểu Địch, cậu nói rất đúng, tôi thật sự vừa từ đó đến đây, nhưng tôi còn biết rõ hơn cậu rất nhiều. Lúc này vẻ mặt Vương Tử Quân trở nên cực kỳ nghiêm túc. Ông Tần, ở trước mặt ngài cháu cũng không nói nhiều, thế cục ngày hôm nay là do cháu sắp xếp. Tần lão gia tử dù có chút suy đoán nhưng lúc này nghe Vương Tử Quân thẳng thắn thừa nhận thì không khỏi chấn động. Lão dùng ánh mắt khó tin nhìn Vương Tử Quân, sau đó vội vàng hỏi. Tử Quân, cháu có biết mình đang làm gì không? Cháu rõ ràng đang đùa với lửa, như vậy chỉ sợ lửa sẽ đốt đến người. Ông Tần, ông cứ yên tâm, ngọn lửa đó cũng không thể nào đốt đến người cháu được. Cháu cũng không phải đang đùa với lửa, mà là chính bọn họ đùa với lửa, cháu chỉ cho thêm chút gió vào mà thôi. Vương Tử Quân cười cực kỳ ung dung trấn định, giọng điệu càng thêm hời hợt. Thêm một ngọn gió của cậu cũng không nhỏ, nếu Triệu Tứ Quân biết được chính cậu là người nổi gió, đối phương không bóp chết cậu mới là lạ. Cậu cảm thấy chuyện này thế nào? Có thể làm gì được Triệu Tứ Quân? Tâm tư của Tần lão gia tử chủ yếu vẫn đặt lên người của Triệu Tứ Quân, lúc này L nhìn bộ dạng ung dung bình tĩnh của Vương Tử Quân, thế là niềm tin của lão vào Vương Tử Quân lại tăng thêm vài phần. Vương Tử Quân thật sự chờ những lời thế này, hắn cũng không giấu giếm. Ông Tần, dựa vào tình thế của cháu bây giờ thì căn bản không có chút lực uy hiếp nào với Triệu Tứ Quân, nhưng cháu tin chỉ cần cháu nổi gió sẽ có người thừa cơ hội mà vào, sẽ có kẻ vui sướng mang thêm củi đến bổ sung. Vẻ mặt Tần lão gia tử đã càng thêm trầm trọng, lão lẳng lặng ngồi đó giống như trầm ngâm suy nghĩ điều gì đó. Lúc này trưởng phòng Tần ở bên cạnh cũng đã hiểu ý của Vương Tử Quân. Ha ha! Tiểu tử cậu đúng là dối trá, thật sự quá dối trá. Tần lão gia tử chợt nở nụ cười rồi chỉ về phía Vương Tử Quân cười hì hì nói. Cậu đến đây cũng không phải muốn người ông này tham gia náo nhiệt, bỏ thêm củi vào đáy nồi sao. Nhưng ông Tần bây giờ đã lớn tuổi, chuyện chất củi cũng xem như lực bất tòng tâm. Chút việc này cháu sao bắt ông Tần phải tự mình ra tay. Nếu ông nội cháu biết vì chuyện nhỏ mà làm phiền ngài, không phải sẽ chặt chân cháu sao? Vương Tử Quân cầm lấy bình trà châm nước cho Tần lão gia tử, sau đó mới cười nói. Cháu đến đây thật sự là có chuyện cần nhờ ông Tần, chỉ muốn nhờ ông hẹn giúp cháu một người đến dùng cơm mà thôi. Hẹn người dùng cơm. Ánh mắt Tần lão gia tử càng thêm nhạy cảm, nếu như vừa rồi Vương Tử Quân chỉ đem đến cho lão sự kinh ngạc, bây giờ lão có thể nhìn vào người Vương Tử Quân cần mời cơm để biết xu hướng phát triển của sự việc là thế nào. Đúng vậy, ông Tần. Cháu đây nào có thể so sánh với một người đức cao vọng trọng như ngài, thế cho nên cháu muốn nhờ ngài mời Chủ tịch Trần dùng một bữa cơm. Cháu tin tưởng anh ấy cũng bằng lòng gặp mặt. Mời Chủ tịch thành phố. Tần lão gia tử chợt lóe lên một ý nghĩ mới trong đầu, lão cũng nhanh chóng cho ra quyết định, lão khẽ nhìn thoáng qua Vương Tử Quân rồi trầm giọng nói. Chuyện này tôi sẽ giúp cậu, sẽ liên lạc điện thoại và thông báo ngay cho cậu. Cảm ơn ông Tần. Vương Tử Quân nói thêm vài câu với Tần lão gia tử. Sau đó mới rời khỏi Tần gia. Khi Vương Tử Quân rời khỏi thiếu gia, Tần lão gia tử cũng tiến đến tận cửa. Bố, Vương Tử Quân này thật sự quá to gan lớn mật. Trưởng phòng Tần đã quay về phòng, sau khi Vương Tử Quân rời đi thì không nhịn được phải lên tiếng với Tần lão gia tử. À, đứa bé này thật sự to gan lớn mật, lại khó có được sự can đảm và thận trọng như thế. Tần lão gia tử khẽ dậm chân xuống đất rồi trầm giọng nói. Cậu ta làm như vậy thật sự có chút mạo hiểm, nhưng nghĩ kỹ lại thì thấy không có gì sai. Cho dù có người biết hắn là kẻ chọc vào tổ ong vò vẽ thế nhưng cũng chỉ có thể ngậm bồ hòn làm ngọt mà thôi, ai bảo người làm quan đều có kẻ thù chính trị cùng tồn tại. Chỉ cần một ngọn lửa bùng lên sẽ có người đi châm thêm dầu. Ai sẽ là người bỏ thêm củi? Trưởng phòng Tần cho ra một câu hỏi ngu xuẩn như vậy thì thật sự cảm thấy hối hận, thầm nghĩ mình sẽ khó tránh khỏi tình huống bị mắng cho một chặp. Ai sao? Hừ, nếu con còn vụng về như vậy, thôi thì dứt khoát từ quan về nhà dưỡng lão đi. Triệu Tứ Quân đã cường thế ở thành phố Việt Thị này nhiều năm, đừng nói là trong đám lãnh đạo thị ủy, thậm chí người này đã chọc giận khá nhiều người trên tỉnh ủy.
Mọi người trước nay không ra tay, không phải chưa tìm được cơ hội sao? Bây giờ Vương Tử Quân châm lửa, lửa đã bốc cháy khá mạnh, Triệu Tứ Quân áp chế không được, người khác sẽ cảm thấy bình thản sao? Tần lão gia tử cười lạnh một tiếng nói. Xem ra làm người vẫn phải kẹp đuôi lại, ngàn vạn lần không nên quá mức, nếu không thì sớm muộn gì cũng phải trả giá. Trưởng phòng Tần biết rõ bố mình nói có ý nghĩa là gì, hắn là một cán bộ đơn vị trên tỉnh, hắn cũng hiểu rõ trạng thái của thành phố Việt Thị, hắn liên hệ đến vài gương mặt quen thuộc, thế là không khỏi cảm thấy sự việc đang xảy ra theo chiều hướng như vậy. Con gọi điện thoại cho nhị ca, để nó nhanh chóng hẹn chủ tịch Trần, nói tôi mời cậu ấy dùng cơm. Tần lão gia tử phân phó xong thì sải bước rời khỏi phòng khách, đi về phía phòng làm việc của mình. Soảng! Một ly trà tinh xảo bị ném xuống đất vỡ tan tành, Triệu Bình Xuyên trước nay thường xuyên ra oai hống hách, bây giờ đứng trước mặt Triệu Tứ Quân thì giống NNSW một con chim cút đang bị kinh hoàng, chỉ biết cúi đầu không dám lên tiếng. Thế nào, không còn gì để nói nữa sao? Giọng điệu nghiêm khắc phát ra từ miệng Triệu Tứ Quân, lão dùng ánh mắt lạnh lùng nhìn con trai của mình, sau đó lại hung hăng nói. Không phải cậu rất có bản lĩnh sao? Bây giờ sao không mở miệng? Giỏi thì nói xem nào. Tôi đã nói với cậu không biết bao nhiêu lần rồi, đừng đi quá gần với loại người như Tiền Trường Thắng, nhưng cậu hết lần này đến lần khác lại không chịu nghe, giống như chỉ sợ người khác không biết hai người không có quan hệ gì vậy. Cậu đúng là loại ngốc nghếch không ra gì, cậu làm cái gì vậy? Hôm nay lại từ trong tập đoàn Nam Long chạy ra ngoài, cậu muốn làm tôi mất mặt đến chết sao? Triệu Tứ Quân nhìn tấm ảnh trên bàn, lão cực kỳ bức bối, thật sự rất gấp. Lão vừa thở hổn hển chửi mắng con mình, cũng hoàn toàn quên con trai là loại người gì. Bố, con chỉ. Triệu Bình Xuyên thật sự đổ mồ hôi hột, lúc này hắn đưa mắt nhìn tấm hình mình đi ra khỏi tập đoàn Nam Long, thật sự không biết làm sao cho phải. Bí thư Triệu, nhắc đến chuyện này tôi cũng thấy cực kỳ quái lạ, tôi cảm thấy nó không được bình thường, sau lưng chắc chắn có người thúc đẩy. Một người đàn ông trung niên đứng sau lưng Triệu Tứ Quân chợt lên tiếng nhắc nhở. Triệu Tứ Quân tương đối coi trọng người đàn ông trung niên này, lão gật đầu nói. Anh Mạc, anh nói đúng, đột nhiên in ra rất nhiều tư liệu về sự kiện phạm pháp của Tiền Trường Thắng ở nhà máy cơ giới, đằng sau sao lại không có người thúc đẩy cho được. Nhưng tôi cũng đã hồ đồ rồi, bây giờ điều chúng ta nên làm chính là nghĩ biện pháp bắt tên kia cho bằng được. Bố, con cảm thấy chuyện này nhất định là do tên họ Trần kia ra tay, ngoài người này ra thì không còn ai khác. Triệu Bình Xuyên vừa rồi bị bố mắng một trận xối máu chó lên đầu, bây giờ lại trở nên thông minh, tranh thủ thời gian hiến kế. Họ Trần là ai thì Triệu Tứ Quân và người đàn ông trung niên họ Mạc biết rất rõ, nhưng người đàn ông họ Mạc lại nhíu mày mà không nói gì. Dù sao Triệu Bình Xuyên cũng là con trai của Triệu Tứ Quân, dù hắn thật sự rất xem thường Triệu Bình Xuyên, thế nhưng biểu hiện vẫn phải nể mặt Triệu Tứ Quân. Cậu im miệng cho tôi, chỉ giỏi nghe gió là đoán mưa, chỗ này không còn chuyện gì liên quan đến cậu nữa. Triệu Tứ Quân vung tay lên với Triệu Bình Xuyên, sau đó lão nhíu mày lẩm bẩm. Ra tay độc ác mà trực tiếp không giống như phong cách của anh Trần. Người đàn ông họ Mạc biết rõ Triệu Tứ Quân lẩm bẩm như vậy chính là muốn nói cho mình nghe, mà chính hắn cũng từng nghĩ về vấn đề này, thế nên nhanh chóng phụ họa. Tôi cảm thấy đó cũng không phải là phong cách của Chủ tịch Trần, hơn nữa bây giờ Chủ tịch Trần cũng không có lý do để ra tay. Không phải anh Trần thì là ai? Triệu Tứ Quân chợt nhíu mày thật chặt, kẻ địch ẩn giấu trong hang sâu thật sự đáng sợ hơn kẻ địch lộ mặt. Vì đối phương đang ẩn trốn, cũng không biết khi nào sẽ cho mình một đấm, đánh cho mình không kịp trở tay. Lão là người chìm nổi quan trường nhiều năm, tất nhiên lão sẽ hiểu rõ đạo lý này. Vài cái tên được Triệu Tứ Quân và người đàn ông trung niên nói ra khỏi miệng, thế nhưng ngay sau đó bọn họ lại nhanh chóng chối bỏ tất cả. Không phải là Tiền Trường Thắng gần đây đắc tội với người nào đấy chứ? Người đàn ông trung niên họ Mạc chợt ngẩng đầu khẽ nói với Triệu Tứ Quân. Nhưng dư quang khóe mắt của hắn lại nhìn về phía Triệu Bình Xuyên. Thật ra lúc này Triệu Bình Xuyên đã rất bất ổn, nhiều người bị bố mình và chú Mạc loại trừ, lúc này trong đầu hắn chợt lóe lên hình bóng một người. Nếu thật sự là người này, nếu để cho bố biết rõ nguyên nhân là vì mình coi trọng một người phụ nữ mà sinh chuyện, như vậy hậu quả là khó tưởng tượng được. Hắn nghĩ đến đây mà không khỏi cảm thấy rùng mình, đúng lúc này lại đối diện với ánh mắt của người đàn ông trung niên họ Mạc. Ánh mắt sắc bén của đối phương làm cho hắn rùng mình. Bình Xuyên, con nói rõ cho bố biết, Tiền Trường Thắng đã đắc tội với người nào. Triệu Tứ Quân hiểu ý của người đàn ông trung niên họ Mạc, ánh mắt lão nhìn Triệu Bình Xuyên, sau đó lại sẳng giọng nói. Bố,
Không. Triệu Bình Xuyên còn muốn che giấu, nhưng hắn còn chưa kịp lên tiếng thì Triệu Tứ Quân đã tiến đến, một cảm giác áp bức phủ lên người hắn. Từ nhỏ hắn là người bị Triệu Tứ Quân áp chế cho khó thở, bây giờ Triệu Tứ Quân đi đến càng làm hắn thêm run rẩy. Bố, nhưng ngày qua Tiền Trường Thắng bận rộn vì chuyện của tập đoàn Quân Thành. Tập đoàn Quân Thành, các người lại làm ra trò gì rồi? Triệu Tứ Quân nghe thấy cái tên tập đoàn Quân Thành thì vẻ mặt chợt trở nên ngưng tụ, tất nhiên lão sẽ không xa lạ gì tập đoàn nhà giàu nộp nhiều tiền thuế kia, thế là một cảm giác bất an bùng lên trong lòng. Hai ngày qua có chuyện xảy ra, đang phát sinh sự kiện tập đoàn Quân Thành trốn thuế, vì chuyện này mà Tổng Giám Đốc Tần Hồng Cẩm bị bắt đi hỗ trợ điều tra. Người đàn ông trung niên họ Mạc thấy Triệu Bình Xuyên không lên tiếng thì khẽ lên tiếng báo cáo cho Triệu Tứ Quân. Tập đoàn Quân Thành có quan hệ với Tần gia, nói như vậy chẳng lẽ trong vụ này có bàn tay của thiếu gia? Triệu Tứ Quân nói một câu rồi lại khẽ lắc đầu. Tôi biết rõ tính cách của Tần lão gia tử, dựa theo thói quen của lão, trước khi làm gì sẽ thông báo với tôi một tiếng. Tút tút tút, tiếng chuông điện thoại trong phòng làm việc vang lên dồn dập, thủ tướng nhìn qua dãy số, vẻ mặt nhanh chóng trở nên ngưng trọng. Lão khẽ phất tay áo với Triệu Bình Xuyên, sau đó cầm điện thoại lên dùng giọng cung kính nói. Lão lãnh đạo, tôi là Tứ Quân. Người đàn ông trung niên họ Mạc và Triệu Bình Xuyên nghe Triệu Tứ Quân nói đó là lão lãnh đạo thì lập tức ngậm miệng lại, giống như chỉ sợ mình mở miệng sẽ ảnh hưởng đến cuộc nói chuyện điện thoại của Triệu Tứ Quân. Lão lãnh đạo, tôi nhất định sẽ xử lý vụ này, sẽ tuyệt đối không nuông chiều, không buông tha cho những phần tử ăn chặn tài sản, những con sâu làm dầu nồi canh. Triệu Tứ Quân lên tiếng bằng giọng điệu cực kỳ chính đáng. Người đàn ông trung niên họ Mạc ở bên cạnh đã nhìn thấy vẻ mặt có chút tái nhợt của Triệu Tứ Quân. Lão lãnh đạo, tôi phải nói lời kiểm điểm với anh, Bình Xuyên từ nhỏ tôi quản giáo không nghiêm, nuôi dạy con không tốt là lỗi của bố, thật sự rất hổ thẹn. Cảm ơn lãnh đạo đã quan tâm, sau khi trở về tôi nhất định sẽ dạy bảo tiểu tử kia cho thật tốt, tuyệt đối sẽ không để nó tiếp tục gây ra phiền toái. Sau khi dùng ngôn từ chính xác để đảm bảo, lúc này Triệu Tứ Quân mới cúp điện thoại. Lão dùng ánh mắt hung hăng nhìn Triệu Bình Xuyên, sau đó vung tay cho một tát. Nhưng động tác của lão có hơi chậm, còn chưa đợi bàn tay di chuyển đến nơi, Triệu Bình Xuyên đã nhanh nhẹn né tránh. Bí thư Triệu, lão lãnh đạo có căn dặn điều gì? Người đàn ông trung niên họ Mạc tuy không thích Triệu Bình Xuyên thế nhưng lúc này cũng không muốn Triệu Tứ Quân tiếp tục đánh Triệu Bình Xuyên. Triệu Tứ Quân thở dài, lão đi đến hộc bàn lấy thuốc, khói từ miệng lão tuồn ra ngoài, bộ dạng cực kỳ ảo não. Công nhân nhà máy cơ giới ngồi lì bên ngoài biểu tình, phóng viên bị đánh, bây giờ sự việc đã không thể áp chế được, cũng chỉ có thể đẩy Tiền Trường Thắng lên gánh vác trách nhiệm mà thôi. Triệu Tứ Quân dùng ánh mắt thản nhiên nhìn người đàn ông trung niên họ Mạc rồi dùng giọng thản nhiên nói. Người đàn ông trung niên họ Mạc cũng mồi một điếu thuốc, nhưng hắn cũng không hút giống như Triệu Tứ Quân, sau khi hút vài hơi thì liên tục ho khan. Bí thư Triệu, chỉ sợ chuyện này còn phải làm tốt công tác với anh Trịnh. Ừ. Anh cho gọi anh Trịnh đến gặp mặt tôi. Triệu Tứ Quân nhìn và gật đầu với người đàn ông trung niên họ Mạc, sau đó lên tiếng phân phó. Đến bây giờ Triệu Bình Xuyên còn chưa từng thấy bộ dạng bố mình thất bại như vậy, trong lòng hắn cảm thấy cực kỳ bi ai. Hắn thật sự nổi giận, đồng thời lúc này hắn cho ra một kết luận, sự việc này nhất định liên quan đến tên khốn Vương Tử Quân kia chắn chắn là như vậy. Bỏ đi Tiền Trường Thắng và Phó Chủ tịch Trịnh, Triệu Bình Xuyên thật sự không tin vào lỗ tai của mình. Nhưng sự thật nói cho hắn biết hắn mình không nghe lầm, vừa rồi bố mình đã cho ra một quyết định như vậy. Hai người kia hầu như là phụ tá đắc lực cho hắn, nếu vứt bỏ hai người kia đi, như vậy rõ ràng là kết quả quá xấu, hắn cảm thấy xương cốt thật sự đau nhức và lạnh lẽo. Dù Triệu Bình Xuyên thật sự không cam lòng và cực kỳ không tình nguyện, thế nhưng hắn cũng biết những gì bố mình đã quyết định thì căn bản tám ngựa kéo cũng khó quay về. Khi người đàn ông trung niên kia đi ra khỏi phòng thì hắn cũng đi theo. Triệu Bình Xuyên không muốn đi thông báo cho Tiền Trường Thắng và anh Trịnh biết vấn đề, cái hắn muốn làm chính là cho tên khốn đứng sau lưng biết thủ đoạn của mình. Cục trưởng Phạm, anh có bận rộn gì không? Triệu Bình Xuyên lấy điện thoại ra, hắn bấm một số máy quen thuộc rồi lạnh lùng hỏi. Đầu dây bên kia chợt truyền đến một âm thanh nịnh nọt. Triệu thiếu gia, ngài có chuyện gì sao? Ngài cứ việc phân phó, chưa nói đến những chuyện khác, dù bây giờ có đi với vợ cũng phải chạy đến nghe lời Triệu thiếu gia. Triệu Bình Xuyên rất hài lòng với câu trả lời của đối phương, nếu như là dĩ vãng thì hắn nhất định sẽ nói vài câu khẳng định với đối phương, nhưng bây giờ hắn căn bản không có tâm tư như vậy, hắn dùng giọng bực bội nói. Nhà thao,
đừng ba hoa nữa, tôi có việc quan trọng cần anh đi làm. Triệu Bình Xuyên lên tiếng trách mắng làm cho người ở đầu dây bên kia chợt hiểu lúc này Triệu thiếu gia có tâm tình không tốt. Hắn biết rất rõ về Triệu Bình Xuyên, khi gặp phải chuyện gì đó bực mình thì giống như phụ nữ đang nằm ngửa chợt đứng lên vậy. Được, tôi sẽ đến ngay. 20 phút sau một người đàn ông hơn 40 xuất hiện trước mặt Triệu Bình Xuyên, người đàn ông này rất béo tốt, nhìn qua có vẻ cực kỳ hiền lành vô hại, nhưng người quen thì biết rõ tên này cũng không được tốt như biểu hiện bên ngoài. Gần đây có một người tên là Vương Tử Quân đến tập đoàn Quân Thành, bắt tên kia đưa đến đây. Triệu Bình Xuyên dùng ánh mắt lạnh lùng nhìn người đàn ông trung niên trước mặt, hắn nói tiếp. Tôi không hy vọng xuất hiện bất kỳ tình huống nào ngoài ý muốn. Người đàn ông trung niên kia chính là Cục trưởng Phạm, đây không phải là lần đầu tiên hắn giúp Triệu Bình Xuyên làm như vậy, hắn cười nói. Triệu thiếu gia cứ yên tâm, những chuyện này cứ giao cho tôi, nửa giờ sau tôi sẽ đưa hắn đến đồn công an ở đường Đông. Vậy thì nhanh tay lên đi. Triệu Bình Xuyên vung tay lên rồi đi về phía chiếc Porsche dựng ngoài cửa. Cục trưởng Phạm thấy Triệu Bình Xuyên muốn đi theo mình, miệng hắn khẽ nhúc nhích định nói gì đó thế nhưng cuối cùng cũng không nói nên lời. Ba chiếc xe chạy đi như gió cuốn về phía tập đoàn Quân Thành, nhưng khi bọn họ chạy đến tổng bộ của tập đoàn Quân Thành thì thấy chiếc xe Mercedes-Benz vốn thuộc và Tần Hồng Cẩm đang chạy như bay về hướng khác. Vương Tử Quân. Dù không thấy rõ gương mặt Vương Tử Quân, thế nhưng Triệu Bình Xuyên đã nhanh chóng cho ra phán đoán khi thấy Vương Tử Quân xoay người lên xe. Hắn chỉ vào chiếc xe Mercedes-Benz đang chạy như bay rồi nói với Cục trưởng Phạm. Đuổi theo, dù ngài dùng thủ đoạn gì cũng đừng cho hắn chạy thoát. Triệu thiếu gia, ngài cứ yên tâm. Cục trưởng Phạm đồng ý một tiếng, hắn vung tay lên với tên lái xe, chiếc xe vốn chạy theo sau chiếc Porsche, bây giờ chợt kéo còi báo hiệu và chạy lên phía trước như bay. Triệu Bình Xuyên nhìn hai chiếc xe cảnh sát vượt qua xe mình mà nở nụ cười đắc ý, hắn tin dựa vào thái độ nói một không dám làm hai của Cục trưởng Phạm với mình, Vương Tử Quân kia dù chạy đến đâu cũng khó thoát được. Giám đốc Vương, có xe cảnh sát đang truy đuổi chúng ta ở phía sau. Lái xe cho Tần Hồng Cẩm tên là anh Triệu, đây là một người có kinh nghiệm lái xe rất phong phú, hắn vừa chạy xe vừa nói với Vương Tử Quân. Vương Tử Quân đang trầm ngâm phải quay đầu nhìn hai chiếc xe cảnh sát đang chạy từ phía sau đến như bay, hắn hiểu hai chiếc xe kia tuyệt đối không phải đến hộ tống mình, trong đầu hắn chợt lóe lên ý nghĩ, hắn trầm giọng nói. Đi đến tỉnh ủy, tài xế lên tiếng, tay lái khẽ bẻ sang một hướng, chiếc xe Mercedes-Benz tăng tốc chạy về phía tỉnh ủy Quảng Đông. Cục trưởng Phạm, chiếc xe kia đã phát hiện ra chúng ta. Tên cảnh sát lái xe thấy xe của Vương Tử Quân tăng tốc thì quay sang nói với Cục trưởng Phạm đang ngồi bên cạnh mình. Cục trưởng Phạm nhìn chằm chằm vào chiếc xe của Vương Tử Quân, bây giờ nếu đối phương tăng tốc thì mình chạy theo kịp sao? Thế là hắn cười lạnh một tiếng nói. Tăng tốc thì muốn chạy thoát sao? Kêu gọi bọn họ đầu hàng, để xe bọn họ tấp vào lề. Tên cảnh sát lên tiếng. Hắn vừa nhấn chân ga vừa cầm lấy loa kêu gọi xe Vương Tử Quân tấp vào lề. Giám đốc Vương, chúng ta nên làm gì bây giờ? Lái xe cho Tần Hồng Cẩm là một người thành thật, hắn nghe thấy tiếng kêu gọi ở phía sau thì có chút bối rối. Anh Hạ không cần lo lắng, cứ chạy xe đến tỉnh ủy là được, không cần quan tâm đến bọn họ. Vương Tử Quân vừa nói vừa lấy điện thoại ra bấm số gọi đi. Bí thư Lô, điện thoại của anh thật sự không dễ gọi chút nào. Tôi đã gọi cho anh vài lần mà không được. Ha ha ha, Bí Thư Vương, nếu vì chuyện gọi điện thoại khó khăn mà đắc tội với Bí Thư Vương, như vậy tôi sẽ đặc biệt đi mua thêm một cái điện thoại nữa để dùng làm đường dây nóng cho Bí Thư Vương. Đầu dây bên kia vang lên một âm thanh rất vui vẻ. Vương Tử Quân cười hàn huyên hai câu với người bên kia, sau đó hắn cười ha hả nói. Hai ngày hôm nay tôi đến Quảng Đông có ít chuyện, bây giờ anh có ở văn phòng không? Tôi muốn đến uống trà. Hoan nghênh, khi nào thì anh đến, tôi phái người ra tiếp đón. Bí thư Lô thấy Vương Tử Quân đến thành phố Việt Thị thì vội vàng nhiệt tình chào đón. Tôi đang đi đến. Vương Tử Quân thông báo hành trình của mình thì cúp điện thoại. Chiếc xe cảnh sát ở phía sau vẫn tiếp tục kêu gọi đầu hàng, nhưng lái xe nghe xong phân phó của Vương Tử Quân thì không thèm quan tâm. Xe cảnh sát tuy liều mạng truy đuổi nhưng đối mặt với chiếc Mercedes-Benz sản xuất đặc biệt của Tần Hồng Cẩm. Bây giờ đuổi theo chỉ là phí lực. Giám đốc Vương, đã đến tỉnh ủy. Lái xe cự tuyệt yêu cầu của cảnh sát nhưng lúc này trên mặt cũng đầy mồ hôi, khi thấy cổng tỉnh ủy xuất hiện thì thở dài một hơi nói. Vương Tử Quân khẽ gật đầu, hắn khẽ vung tay với Trương Hiểu Mai ở bên cạnh.
các người theo tôi cùng đi vào, đến đây thì bọn họ cũng đừng hòng chơi trò thủ đoạn. Khi Vương Tử Quân đang lên tiếng thì bảo vệ công tỉnh ủy đã vung tay cản xe lại, Vương Tử Quân hạ kiếm xuống nói rõ mục đích của mình. Vương Tử Quân còn chưa nói xong thì viên cảnh sát bảo vệ kia đã lớn tiếng nói về phía cách đó không xa. Trưởng ban Triệu, khách ngài đang nghênh đón đã đến rồi. Két! Một tiếng thắng gấp vang lên sau lưng nhóm người Vương Tử Quân, ngay sau đó là vài chiếc xe cảnh sát chạy đến. Cục trưởng Phạm nhanh chóng bước đến trước xe Vương Tử Quân rồi trầm giọng nói. Anh đi ra ngoài cho tôi. Xin hỏi có chuyện gì? Vương Tử Quân khẽ đẩy cửa xe, hắn dùng giọng nhàn nhạt nói với Cục trưởng Phạm. Cục trưởng Phạm nhìn Vương Tử Quân đi ra thì nghiêm túc nói. Anh là người khả nghi liên quan đến một vụ án buôn thuốc phiện, mời anh theo tôi một chuyến. Cục trưởng Phạm vừa nói vừa lấy còng của một tên cảnh sát ở sau lưng rồi tiến lên. Anh nói tôi khả nghi liên quan đến án buôn thuốc phiện, có chứng cứ gì sao? Anh đưa tôi đi điều tra, vậy cho tôi xem lệnh bắt người. Vương Tử Quân dùng ánh mắt nhàn nhạt nhìn Cục trưởng Phạm, hắn lạnh lùng nói. Cục trưởng Phạm là người có kinh nghiệm phong phú, hắn nhìn bộ dạng bình tĩnh của Vương Tử Quân, thế là cười lạnh nói. Tôi sẽ cho anh xem lệnh bắt người, nhưng bây giờ anh phải theo tôi đi. Cục trưởng Phạm nói rồi vươn tay về phía Vương Tử Quân. Các anh muốn làm gì? Khi Cục trưởng Phạm vừa đưa tay đến thì một cán bộ hơn 30 tuổi chạy đến, hắn nhìn thoáng qua Cục trưởng Phạm rồi trầm giọng hỏi. Các người là đơn vị nào, biết đây là đâu không? Cục trưởng Phạm nhìn tên cán bộ hơn 30 bên kia thật sự có sinh ra chút cố kỵ, hắn do dự một chút rồi kiên nhẫn giải thích. Đồng chí, chúng tôi vừa nhận được thông tin, người này có liên quan đến án buôn lậu thuốc phiện, vì thế muốn đưa đi điều tra, mong anh phối hợp cho. Anh nói anh ấy có liên quan đến án buôn lậu thuốc phiện. Ha ha ha, anh có lầm không, tôi cho anh biết, vị này chính là bí thư Vương của tỉnh đoàn tỉnh Sơn Nam. Anh nói anh ấy có liên quan đến án buôn lậu thuốc phiện, tôi thật không biết các anh xử lý án này thế nào. Tên cán bộ từng về thủ đô họp với bí thư Lô, đã từng gặp mặt bí thư Vương Tử Quân, hắn biết rõ thân phận của bí thư Vương, càng biết thái độ của lãnh đạo trực tiếp của mình với bí thư Vương. Bây giờ thấy một người dùng lý do trời ơi muốn đưa một bí thư tỉnh đoàn đi, hắn thật sự phải cười lớn. Bí thư tỉnh đoàn Sơn Nam, cục trưởng Phạm chợt cảm thấy đầu nổ ầm một tiếng. Hắn biết rõ lúc này mình chọc vào tổ vò vẽ, vu hãm một cán bộ cấp sở tội buôn lậu thuốc phiện, sự việc này không phải sẽ làm người ta cười rụng răng sao. Hơn nữa hắn cũng chỉ là thuận miệng bày ra lý do, cũng không có bằng chứng rõ ràng. Nhưng cục trưởng Phạm cũng là lão quan trường, hắn thấy sự việc không thể làm gì hơn, chỉ có thể trách Triệu Bình Xuyên đưa phiền toái đến cho mình. Hắn vội vàng nở nụ cười chân thành nói. Bí thư Vương, thật sự xin lỗi, chúng tôi làm việc không rõ ràng, để phát sinh hiểu lầm. Anh cứ yên tâm, tôi sẽ kiểm tra sự kiện tố giác lần này, nhất định sẽ đưa phần tử vu hãm anh ra ánh sáng. Vương Tử Quân cười cười với cục trưởng Phạm, hắn thản nhiên nói. Chuyện này có phải là vu hãm hay không thì điều tra mới biết rõ. Trưởng ban Triệu, làm phiền anh gọi điện thoại cho bí thư Lô, nhờ anh ấy liên hệ với bí thư tỉnh ủy, tôi yêu cầu ủy ban kỷ luật tiến hành điều tra chính mình. Vẻ mặt cục trưởng Phạm chợt biến đổi, tuy hắn cảm thấy mình có thể chống lại khảo nghiệm của ủy ban kỷ luật. Thế nhưng đối mặt với thuộc hạ của mình lại có vấn đề. Nếu sự việc truyền ra ngoài, tùy ý vu hãm một cán bộ cấp sở rõ ràng là chuyện phạm húy, hơn nữa vị cán bộ cấp sở kia là lãnh đạo tỉnh ngoài, lãnh đạo phải nể mặt mà xử lý nghiêm túc. Lãnh đạo, thật sự chỉ là hiểu lầm. Cục trưởng Phạm giả vờ tỏ ra kinh hãi, hắn tranh thủ nói lời nhận lỗi với Vương Tử Quân. Vương Tử Quân chỉ cười nhạt mà không quan tâm, hắn nhìn về phía trưởng ban Triệu. Trưởng ban Triệu thấy rõ ánh mắt của Vương Tử Quân, hắn cũng không chần chừ mà gọi điện thoại đi ngay. Có chuyện gì xảy ra? Đồng chí cảnh sát, tôi chính tay nghe nói người này buôn thuốc phiện, sao còn chưa bắt đi? Triệu Bình Xuyên nãy giờ đi ở khá xa nhưng trên đường đi đã thương lượng lấy lý do nào để bắt Vương Tử Quân, bây giờ thấp cục trưởng Phạm đứng đó mà tên Vương Tử Quân kia còn chưa bị bắt, thế là hắn chợt nóng lòng. Triệu Bình Xuyên thầm mắng cục trưởng Phạm là kẻ bất lực, thế là chui ra khỏi xe. Hắn là con trai của Triệu Tứ Quân, hắn cũng không xa lạ gì tỉnh ủy, hắn vừa xuống xe thì bày tỏ thái độ của mình, nhất quyết phải bắt tên khốn kia cho bằng được. Anh tận mắt thấy tôi buôn thuốc phiện sao? Vương Tử Quân đốt một điếu thuốc rồi dùng giọng nhàn nhạt hỏi Triệu Bình Xuyên. Đúng vậy, tôi tận mắt nhìn thấy, thế nào, muốn cắn tôi sao? Triệu Bình Xuyên thật sự hận Vương Tử Quân đến tận xương tủy,
lúc này hắn nhìn thấy ánh mắt ngưng trọng của Vương Tử Quân, trong lòng sinh ra cảm giác thoải mái nói không nên lời. Tôi không cắn anh, nhưng tôi muốn nhắc anh một câu, vu hãm và phỉ báng chính là phạm pháp. Vương Tử Quân dùng ánh mắt lạnh lùng nhìn Triệu Bình Xuyên rồi trầm giọng nói. Vu hãm, anh là phần tử buôn lậu thuốc phiện, tôi sao lại vu hãm? Cục trưởng Phạm, các anh sao còn chưa bắt hắn lại? Chẳng lẽ còn chờ đối phương đào tẩu sao? Triệu Bình Xuyên vung tay lên với nhóm cục trưởng Phạm, tỏ ý cho bọn họ ra tay nhanh gọn. Anh nói gì, anh thật sự thấy anh ấy buôn lậu thuốc phiện sao? Một âm thanh trong trẻo từ phương xa truyền đến, sau đó một người đàn ông mặc tây trang nhanh chóng từ trong khu văn phòng tỉnh ủy đi ra. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Hết tập 44.